Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Tô Thương. Tập 65. Tô Thương nghe vậy, trong lòng cũng cực kỳ chấn động, nhịn không được mà suy đoán nói, cô ấy chắc là lão quái vật bậc nhất rồi, chỉ là không biết, rốt cuộc cô ấy là cao thủ ẩn tàng ở trái đất hay là người ngoại vực. Đến rồi, cô ấy đã tiến vào động phủ rồi. Tô Vô Kỵ nhắc nhở, cô ấy ẩn giấu khí tức, thậm chí ẩn giấu thân ảnh, nhưng ông dám khẳng định, cô ấy đang đến gần chúng ta. Bạch Khởi tất nhiên cũng đã nhận ra, vội ở trước mắt Tô Thương bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù, chuẩn bị bất kỳ lúc nào cũng có thể ra tay. Tô Vô Kỵ cũng như thế, cực kỳ chăm chú nhìn phía trước, sợ đối phương đánh lén. Ông cố, Bạch Khởi, không cần hoảng hốt, trước mắt cháu khởi động 108 tòa sát trận đã, thăm dò đối phương đã. Tô Thương thấy vậy, liền trực tiếp hai tay bám quyết. Bù, sau một giây, 108 tòa trận pháp, đồng thời khởi động, hiện trường ánh sáng lập tức lập lòe. Nhờ trận pháp, thực lực của Tô Thương cũng có thể đạt tới so với cấp độ chuẩn tiên để rồi. Hơn nữa, đứa nhỏ kia đã ở trong trận pháp, Tô Thương tất nhiên có thể nhìn thấy đối phương. Du Du, lại là Du Du sao? Sau khi nhìn rõ hình dáng của đối phương, Tô Thương nhất thời kinh ngạc, sau đó liền phải đóng trận pháp, sợ trận pháp làm bị thương Tô Du Du. Có điều, Tô Thương rõ ràng là lo quá xa rồi, khi anh còn chưa kịp đóng lại, Du Du đã đi từ trong trận pháp ra rồi. Đúng, chính là đã đi ra. Giờ phút này, Tô Du Du mặc váy Thâm Hải Chi Lam, có thể hoàn toàn không bị trận pháp tấn công. Thậm chí, Thâm Hải Chi Lam như là khắc tinh của trận pháp vậy, Tô Du Du dựa vào Thâm Hải Chi Lam, 108 tòa sát trận chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Cô ấy từng bước một đi tới, rất nhanh liền nhìn thấy Tô Thương, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ vô cùng, lập tức liền muốn nhào vào lòng Tô Thương mà ôm ấp. Dừng lại, Bạch Khởi thấy vậy, nhất thời lạnh giọng uy hiếp, nếu tiến thêm một bước, thì chết. Quả thật, Bạch Khởi lúc này, trong lòng rất khó hiểu. Mình ở trên trong 108 tòa trận pháp, không ngừng kêu đau khổ, nhưng đối phương lại không chút kiêng kỵ mà vượt qua. Điều này đủ để chứng minh, thực lực của đối phương thâm sâu khó lường, vô cùng khủng bố, vượt xa người mà mình có thể chống lại được. Nhưng vì bảo vệ Tổ Long bệ hạ, Bạch Khởi chỉ có thể thấy chết không sợ, cho thấy rõ thái độ của mình. Cô là người phương nào, tới đây có mục đích gì? Tô Vô Kỵ lạnh lùng nhìn chăm chú Tô Du Du, mở miệng hỏi thăm. Tô Du Du đang định giải thích, lúc này, Tô Thương âm thầm truyền tin cho con gái mình. Du Du, có chuyện gì vậy, sao con trở nên cường đại như thế rồi hả? Tô Thương lo lắng hỏi thăm. Cha, con lúc nãy gặp được một người đần đột, nên vô tình đạt được cái váy dài nàng tiên này đó. Tô Du Du cũng truyền âm lại, nói thật cái váy này bên trong có linh hồn, cô ấy nói với con cô ấy là Tiểu Lam, chỉ cần con mặc nó vào thì có thể có được sức mạnh cường đại, cho dù là cường giả cấp tiên đế cũng không thể làm con bị thương được. Hơn nữa, con có thể đánh được chuẩn tiên để đỉnh phong làm tổn thương cha đó, cha, bây giờ con rất lợi hại đó. Tô Du Du trong giọng nói có chút đắc ý. Thâm Hải Chị Lâm, Tô Thương nghe được lời nói này, cẩn thận chu đáo quan sát bộ quần áo Du Du mặc trên người, luôn ảm thấy có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc, lại cực kỳ thân thiết. Cha, hai người này là ai, cha bị họ bắt cóc à, có cần con thay cha giáo huấn họ không? Tô Du Du truyền âm hỏi thăm, không, sao mà cha lại bị họ bắt cóc được, bọn họ là... Tô Thương dừng một chút, sau đó lộ ra một nụ cười, âm thầm truyền tin, Du Du, thế này đi, con đánh nhau với họ một trận, cha thử xem con lợi hại thế nào. Vâng, được. Tô Du Du vui vẻ gật đầu, cô ấy vốn luôn muốn ở trước mặt cha mình biểu hiện tốt một chút, kết quả bây giờ có cơ hội rồi. Các hạ, rốt cuộc cô là người nơi nào, không dám nói ra tên hay sao? Lúc này, Tô Vô Kỵ sẵn sàng nghênh chiến, hỏi thăm lần nữa. Tô Du Du lại không muốn nói nhảm nhiều lời, trực tiếp lựa chọn ra tay, nhín người bay về phía Tô Vô Kỵ. Một chiêu này, không lè loẹt, vô cùng thô bạo, một chưởng đánh về hướng Tô Vô Kỵ. Hừm, không nói một câu, khinh thường tôi như vậy sao, thật sự coi tôi là Tô Vô Kỵ dễ bắt nạt hay sao? Vô ngã thần công, vô ngã ma công, dung hợp, Tô Vô Kỵ cũng không chần chờ, lập tức mở ra trạng thái mạnh nhất của chính mình. Đầu tiên là thi triển vô ngã thần công, toàn thân ông ấy trắng chói, uy thế ngập trời. Sau đó, Tô Vô Kỵ lại nghịch chuyển gân mạch, thi triển vô ngã ma công, một nửa thân thể khác, liền bị màu đen bao trùm.
Ngay sau đó, đen trắng dung hợp, cơ thể Tô Vô Kỵ từ từ bay lên không trung, ánh mắt sắc bén, như là ma thần đệ nhất, uy thế ngập trời. Âm, sau một giây, bàn tay Tô Vô Kỵ liền và chạm với Tô Du Du, hai người ai nấy đều lùi lại mấy bước. Các hạ, thực lực của cô, quả thực không yếu, chắc là chuẩn tiên đế đỉnh phong rồi. Tô Vô Kỵ giọng điệu lạnh lùng nói, cái này trong mắt tôi, không đáng chú ý, chỉ trong vòng 100 chiêu, cô chắc chắn thất bại. Vừa nói xong, Tô Vô Kỵ trực tiếp xông về phía Tô Du Du, Tô Du Du không mập mờ chút nào, chủ động nghênh đón nhận chiêu. Cứ như vậy, hai người đánh nhau, hiện trường cực kỳ khủng khiếp, may nhờ có trận pháp bên trong động phủ, nếu không thì động phủ này cũng sớm sập rồi. Đáng nhắc đến chính là, Bạch Khởi bên cạnh nghiêm túc quan sát chiếc váy dài tiên nữ, sau đó lộ ra một nụ cười, nhẹ nhõm, đứng một bên không ra tay nữa. Bạch Khởi, vì sao ông không đi giúp ông cố chứ? Tô Thương thấy vậy, liền hỏi. Bệ hạ, ngài không vội, tôi vội cái gì chứ? Bạch Khởi khẽ cười nói, huống hồ, tôi biết Thâm Hải Chi Lam, người có tư cách khống chế Thâm Hải Chi Lam, nhất định là có quan hệ máu mủ với ngài. Bạch Khởi nói thêm, bệ hạ, chắc hẳn ngài và tiểu nữ đó vừa mới truyền âm nói chuyện với nhau, vì thế giờ phút này mới không vội. Không sai. Tô Thương cũng không có ý định giấu giếm, gật đầu nói, ông biết Thâm Hải Chi Lam, nói rõ lai lịch của nó cho tôi nghe xem. Vâng. Bạch Khởi cung kính đồng ý, sau đó nhớ lại, mở miệng nói đến Thâm Hải Chi Lam, thì không thể không nhắc đến Thần Am cô nương. Cô Thần Am, nghe thấy cái tên này, Tô Thương khẽ nhíu mày. Mặc dù trong đầu anh không có ấn tượng, nhưng cứ luôn cảm thấy rất quen thuộc. Cho nên, Tô Thương đã nhìn về phía Bạch Khởi, ý bảo Bạch Khởi cứ nói tiếp. Ai ai cũng đều biết, vào thời kỳ Tiên Tần, người mạnh mẽ nhất là ông, Tổ Long, Hoàng đế Thủy Hoàng càn quét thiên hạ, thống nhất lục hợp bất hoang, kết thúc thời đại chiến loạn. Bạch Khởi nói tiếp, nhưng những người chân chính đặt chân vào hàng ngũ lớn mạnh đứng đầu ai cũng đều biết, ở trên cậu thì ở trái đất còn có một người nữa. Thực lực và tư chất đều vô cùng, mạnh mẽ, không ai có thể sánh ngang với cô ấy. Mà người kia, chính là cô Thần Am, con gái của Hiên Viên Thần Am. Bạch Khởi nghênh đón ánh mắt của Tô Thương, nói tiếp, Hiên Viên Thần Am hoàn toàn xứng đáng là thiên con gái cưng của thiên hạ, là con cưng của đất trời. Cô ấy đam mê võ thuật, cả đời đều theo đuổi đến trình độ cao nhất và đỉnh phong. Ông và Hiên Viên Thần Am đã quen biết nhau từ khi còn rất nhỏ. Cũng xem như là thanh mai trúc mã, tình chàng ý thiếp. Ông từng nói, đợi sau khi bản thân dẹp yên được thiên hạ, sau khi mọi người đèn đuốc sáng trưng thì ông sẽ cưới Hiên Viên Thần Am. Mà Hiên Viên Thần Am cũng đồng ý với ông, cho nên đây là giao ước giữa hai người, đến chết không thay đổi. Cho nên, ông đã dồn hết tâm sức, dành ra vô số ngày đêm để chế tạo Thâm Hải Chi Lam định sẽ tặng cho Hiên Viên Thần Am coi như lễ vật đính hôn. Cuối cùng có một ngày, ông đã thống nhất được thiên hạ, người dân đều khuất phục, nơi mà tầm mắt có thể thấy được, đó đều là lãnh thổ của ông, là con dân của ông đã rất vui vẻ, vì cuối cùng ông cũng đã có thể cưới được Hiên Viên Thần Am, nhưng có ai nào ngờ. Nói đến đây, Bạch Khởi thở dài một hơi, muốn nói rồi lại thôi, ông ấy không biết nên mở miệng như thế nào. Cứ nói tiếp, Tô Thương dùng giọng điệu bình thản thúc giục. Vâng, Bạch Khởi vội vàng đồng ý. Ông ấy lập tức nói tiếp, sau khi ông đã hoàn thành mục tiêu của mình, thực hiện được tham vọng trong lòng, thì Hiên Viên Thần Am lại gửi tới trái đất. Cô ấy để lại cho ông một đoạn ấn ký linh hồn, ngay cả lần cuối cùng mà ông cũng không gặp được cô ấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bạch Khởi nói tiếp, tôi đã xem đoạn ấn ký linh hồn đó với ông, cho nên bây giờ vẫn còn nhớ rõ nội dung cơ bản. Hiên Viên Thần Am nói, cô ấy đã nghiền nát hư không? Đi đến ngoại vực, nếu như ông chỉ muốn tìm một người bạn đời, sống với nhau hạnh phúc vui vẻ thì ông không cần chờ cô ấy nữa, trên đời này vẫn có rất nhiều cô gái tốt, với thân phận của ông thì có thể lựa chọn thoải mái. Sau đó, Bạch Khởi sắc mặt trở nên nặng nề nói, nhưng nếu như ông không cam lòng có một cuộc sống bình thường, muốn xin cứu giúp cho nhân dân, mở ra một thời đại thái bình bền vững, thì đừng nhớ thương những cô gái xa lạ, cô ấy nói rõ, ông vẫn còn có việc quan trọng hơn cần phải làm. Bản thân Hiên Viên Thần Am cũng đang cố gắng vì chuyện này, cho nên cô ấy đã rời khỏi trái đất. Bạch Khởi cười khổ nói, chắc có lẽ Hiên Viên Thần Am cũng đã nhận thấy được bàn tay to sau lưng, biết được trái đất có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào, thế cho nên cô ấy đã đi đến ngoại vực để tìm kiếm cơ hội.
Sau khi Tổ Long xem qua ấn ký linh hồn mà Hiên Viên Thần Am để lại, đã đau lòng mấy năm, cuối cùng ông ta quyết định nghiền nát hư không, cũng giống như Hiên Viên Thần Am, đi đến ngoại vực tìm cách cứu trái đất. Bạch Khởi nói tiếp, dù sao hai người họ cùng nhau cố gắng, thì khả năng thành công sẽ lớn hơn một chút. Chắc có lẽ bệ hạ cũng đã biết chuyện xảy ra tiếp theo, có điều kể từ đó về sau tôi không còn nghe thấy tin tức của Hiên Viên Thần Am nữa, cũng không biết hiện giờ cô ấy còn sống hay đã chết. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Khởi thở dài một hơi, ông ấy nói tiếp, trước kia, khi Hiên Viên Thần Am lúc rời khỏi ông, tôi đã cảm thấy vô cùng tức giận, thậm chí còn chửi ầm lên mắng cô ấy là yêu nữ. Thế nhưng bây giờ, tôi đã hiểu được nỗi khổ tâm của cô Thần Am, cô ấy cũng vì trái đất, vì cục diện, đã khiến cho tôi khâm phục không thôi. Nét mặt Bạch Khởi hiện lên một tia kính trọng, Hiên Viên Thần Am. Tô Thương còn không nhớ nổi dáng dấp, giọng nói của người này, nhưng cảm giác quen thuộc lại là thật. Sau khi dừng lại vài giây, Tô Thương không nhịn được nói, tôi đã mất đi toàn bộ ký ức của đời đầu tiên và một phần ký ức của đời thứ hai. Bạch Khởi, ông biết cách nào có thể giúp tôi khôi phục trí nhớ không? Tô Thương hỏi. Bệ hạ, đối với phương diện này, tôi không biết gì cả. Bạch Khởi cười khổ, sau đó đưa ra ý kiến, có điều, chắc là Vương Dương Minh sẽ có cách, nhưng người này thật sự rất thần bí, thời kỳ Thiên Tân không hề có người này, không đúng. Phải nói là trong số người lớn mạnh không có cái tên Vương Dương Minh này, nhưng tôi luôn có một cảm giác, khả năng lớn ông ấy là người của thời kỳ Thiên Tần, chẳng qua chỉ là mai danh ẩn tích mà thôi. Bạch Khởi nói tiếp, có lẽ, ở thời kỳ Thiên Tần ông ấy không phải tên là Vương Dương Minh, mà là một cái tên khác, một cái tên khiến người ta quen thuộc. Có điều cụ thể là ai, thì tạm thời tôi vẫn không thể nào đoán ra được. Nếu như ông ấy đã sống qua thời kỳ Thiên Tần, sống đến tận bây giờ, lại là đệ nhất thiên hạ đạo giáo, chắc chắn sẽ có cách để giúp ông khôi phục trí nhớ, Bạch Khởi khẳng định. Tô Thương khẽ gật đầu nói, chắc chắn linh khí thức tỉnh ông ấy sẽ đến lúc đó đi hỏi ông ấy thử xem. À phải rồi, Thâm Hải Chi Lam này phòng ngự như thế nào, thật sự có thể ngăn trở tấn công của đế cảnh sao? Có thể. Bạch Khởi nghiêm túc nói, lúc trước khi bệ hạ chế tạo thành công đã đích thân thử nghiệm. Cho dù bản thân muốn phá vỡ phòng ngự của Thâm Hải Chi Lam cũng khá phí sức. Mà Tổ Long lúc ấy đã là đế cảnh đỉnh phong, và lại ở thời kỳ này cũng không có đối thủ. Bạch Khởi nói tiếp, nếu như đổi thành đế cảnh bình thường, cho dù có là đế cảnh đỉnh phong, chỉ sợ cũng không thể gây ra được bất kỳ tổn hại nào cho Thâm Hải Chi Lam. Hơn nữa, điều mạnh nhất của Thâm Hải Chi Lam là phòng ngự, nhưng cũng không có nghĩa là nó không có khả năng tấn công, cho dù là người bình thường. Chỉ cần đạt được sự thừa nhận của Thâm Hải Chi Lam thì cũng có thể so với chuẩn đế đỉnh phong. Bạch Khởi nghiêm túc nói, nếu như cộng thêm sức mạnh phòng ngự, thật sự lao vào đánh nhau, thì chắc chắn một điều đó là, chuẩn đế đỉnh phong sẽ bị đánh bại. Tô Thương khẽ gật đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười, xem ra ông cố lại sắp phải đầu hàng chịu thua nữa rồi. Nói xong, Tô Thương lập tức nhìn về phía trước. Lúc này, Tô Du Du và Tô Vô Kỵ đang đánh nhau. Khung cảnh vô cùng dữ dội. Mặc dù trong động phủ có 108 tòa sát trận, nhưng có chút không chịu nổi luồng sức mạnh dư chấn được sinh ra trong lúc hai người đánh nhau. Tô Thương thấy vậy, tâm niệm vừa động đã làm cho động phủ thay đổi khung cảnh khác, xung quanh đã biến thành sa mạc hoang vu. Đây là trận pháp đặc thù do Hoàng Thế Thủy Hoàng, Tổ Long bố trí, cũng là địa điểm chân chính xảy ra linh khí thức tỉnh. Mặc dù nơi này ở trong động phủ, nhưng cũng không thuộc về động phủ. Đơn giản mà nói, xem như là không gian đa chiều. Bởi vậy, Tô Du Du và Tô Vô Kỵ có thể chiến đấu thỏa thuê ở chỗ này. Làm xong tất cả, Tô Thương lại nhìn về phía hai người đang chiến đấu, khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì tươi cười. Tô Du Du mặc Thâm Hải Chi Lam vào thì thật sự là quá mạnh mẽ, mặc dù Tô Vô Kỵ đã mở ra trạng thái mạnh nhất của mình, nhưng vẫn bị đè ép, liên tiếp lùi về sau. Cô bé đã hoàn toàn chọc giận tôi rồi đấy, tốt lắm. Các hạ, hôm nay tôi sẽ cho các hạ biết thế nào gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trong thế giới rộng lớn hơn có những người tài năng hơn chính mình. Tô Vô Kỵ không kiềm chế nổi cơn giận dữ, hai luồng ánh sáng đen trắng đan xen tản ra xung quanh cơ thể, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một quả cầu tròn thật lớn, sau đó bất ngờ đánh ra. Tô Du Du nhìn thấy một màn này, phản ứng đầu tiên là sợ hãi. Cô bé ấy kìm lòng không được mà lui về sau hai bước. Tiểu chủ nhân không cần phải sợ hãi, Tiểu Lam có thể giải quyết được đòn tấn công này, chẳng những không gây tổn hại đến cô,
mà Tiểu Lam cũng nhờ đó mà được bổ sung. Lúc này, giọng nói của Tiểu Lam vang lên trong đầu Tô Du Du. Ừm. Tô Du Du lập tức trở nên vô cùng tự tin, cô bé ấy khiêu khích nhìn Tô Vô Kỵ một cái, cười khẩy nói, một đòn mạnh nhất. Chỉ là chút tài mọn mà thôi. Vừa dứt lời, Tô Du Du không chút chần chờ, cô bé ấy đã chủ động tiến lên nghênh đón đòn tấn công của Tô Vô Kỵ. Ầm, nương theo một tiếng vang trầm đục, cơ thể nhỏ bé của Tô Du Du cũng bị quả cầu tròn bao phủ. Sau đó, một luồng sóng dư chấn của cuộc chiến đánh ra bốn phía xung quanh, khiến cho bụi cát nổi cuồn cuộn đầy trời. Giải quyết xong. Tô Vô Kỵ nhìn thấy đòn tấn công của mình đã đánh trúng địch, cho rằng đối thủ của mình chắc chắn sẽ phải bỏ mạng chịu thua, ông ấy lập tức vỗ tay, lộ ra một nụ cười đắc ý, khinh thường nói, vậy mà còn nói tôi là chút tài mọn, ha ha, ai mà chả biết mạnh miệng chứ, nhưng đến cuối cùng chẳng phải đã chết trong tay tôi sao, bị tôi đánh thành bụi luôn rồi đấy chứ. Tô Thương, cháu đã thấy rồi chứ, thấy ông cố lợi hại không? Ông nói cho cháu biết, đây là ông chỉ mới bỏ ra chút thực lực mà thôi. Còn nếu như phơi bày thực lực chân chính của ông ra thì ngay cả chính ông cũng cảm thấy sợ hãi. Tô Vô Kỵ vô cùng nghiêm túc nói. Lợi hại à, Tô Thương nghe vậy, cười phối hợp với ông cố. Ha ha, chuyện nhỏ mà thôi. Tô Vô Kỵ vô cùng đắc ý, ông ấy vừa đi về phía Tô Thương, vừa mở miệng khoe khoang nói, ông cố đây đã tung hoành thiên hạ cả đời, đã gặp phải quá nhiều đối thủ, trải qua rất nhiều trận chiến. Kinh nghiệm phong phú ra sao, bình thường ông còn không thèm để loại chiến đấu này vào trong mắt. Tô Thương, nể tình cháu là chắt trai của ông, với thân phận của một người từng trải ông sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho cháu. Tô Vô Kỵ giống như một giáo sư lão làng dạy học, ông ấy nói, thật ra trước khi lao vào đánh nhau, điều kiêng kỵ nhất chính là mạnh miệng, cũng chính là khoác lác. Vừa rồi cháu cũng đã nghe thấy rồi chứ, cái người kia cứ luôn miệng nói ông là chút tài mọn, còn vô cùng kinh thường ông. Nhưng kết quả thì sao? Tô Vô Kỵ đắc ý nói, nhóc đó đã bị ông đánh thành mảnh vụn, ngay cả hài cốt cũng tan tành. Bởi vậy có thể thấy được, khoác lác không có tác dụng gì, đánh nhau thì cứ đánh nhau, chứ ở đó khoác lác làm gì? Ông cố, Tô Thương sờ nhẹ sống mũi, anh cười khổ nói, nhưng sao cháu lại nghe thấy, nãy giờ ông cứ khoác lác vậy? Ông, Tô Vô Kỵ nhất thời có chút xấu hổ, nhưng vẫn mặt dày nói, ông nào có như thế, cháu thì biết cái gì? Ông làm vậy là đang gây hoảng sợ cho đối thủ. Ông muốn cho đối thủ biết, ông rất mạnh đó, từ đó sẽ bắt đầu sợ hãi ông từ tận sâu trong thâm tâm. Muốn đánh bại một người, đầu tiên là phải bắt đầu từ trái tim của người đó. Ông cố và cháu chính là đánh bại cô bé ấy từ đáy lòng, cho nên mới thành công. Tô Vô Kỵ bĩu môi nói, kiến thức trên phương diện này nhiều lắm, cháu cứ chậm rãi học tập. Được, ông cố, Tô Thương phối hợp gật đầu. Ừm, Tô Thương, à không, ông nên gọi cháu là sư phụ rồi. Tô Vô Kỵ hài lòng gật gật đầu, sau đó nói, sư phụ, vừa rồi sư phụ lại bị người kia dọa sợ sao? Không có, Tô Thương thành thật lắc đầu. Sao có thể được, người đó chính là, ông cố, trước hết ông đừng nói gì cả, ông hãy quay đầu lại nhìn xem, có bất ngờ đó. Tô Vô Kỵ còn muốn nói cái gì đó, thế nhưng Tô Thương lại nở nụ cười cắt ngang. Bất ngờ, có thể có bất ngờ gì? Mẹ kiếp, Tô Vô Kỵ nói, sau đó chậm rãi quay đầu lại, kết quả ông nhìn thấy Tô Du Du không hề bị tổn thương gì đang đứng ở đằng sau ông ấy, trong nháy mắt trở nên chấn động, cả người nhảy cẫng lên, lùi về sau 7-8 thước, nơm nớp lo sợ nói, không. Không thể nào, điều này không thể nào xảy ra. Một đòn mạnh nhất của tôi đã hoàn mỹ đánh trúng cô, cho dù cô là đế cảnh chân chính, chỉ sợ cũng sẽ bị tổn thương. Nhưng vì sao cô lại không hề bị tổn hại chút nào, điều này là không có khả năng. Tô Vô Kỵ run giọng, chất vấn, rốt cuộc cô là ai? Tô Du Du không có đáp lại, vẻ mặt cô bé ấy không chút thay đổi, từng bước tiến lại gần Tô Vô Kỵ. Các hạ, rốt cuộc cô là ai, có phải đến từ ngoại vực hay không, cho dù cô muốn giết tôi thì cũng phải để cho tôi chết nhắm mắt. Tô Vô Kỵ hỏi tiếp, rõ ràng là đã sợ Tô Du Du. Trong lòng ông ấy hiểu rất rõ, đòn tấn công mạnh nhất của mình cũng không làm cho đối phương bị thương chút xíu nào, điều này chứng tỏ thực lực của người nọ rõ ràng đã vượt xa mình. Cho dù bản thân có dốc hết toàn lực, dùng hết sức mạnh của bản thân, nhưng e là cũng khó thoát khỏi vận hạn. Cho nên, Tô Vô Kỵ muốn kéo dài thời gian, tìm cơ hội dẫn theo Tô Thương chạy trốn. Thế nhưng, Tô Du Du vẫn không trả lời ông ấy,
mà cô bé ấy chỉ mang theo khí thế khủng bố bước tới gần Tô Vô Kỵ. Các hạ, à không, tiền bối. Tô Vô Kỵ thấy đối phương không để ý tới ông ấy, quả thật là đã có chút hoảng hốt, ông ấy bắt đầu nhận thức được sợ hãi, vội vàng nói, tiền bối thực lực cao cường, tư chất tuyệt vời, có 102 từ xưa đến nay, thật sự là khiến cho người ta phải khâm phục. Ông và chúng tôi có sự chênh lệch quá lớn, sao phải hạ thấp bản thân mình mà tấn công chúng tôi? Tô Vô Kỵ nói tiếp, chắc có lẽ hôm nay ông tới nơi này là vì linh khí thức tỉnh đúng chứ? Ông đã vạch ra đường đi, thể hiện ý đồ và lập trường của mình, nếu như xảy ra mâu thuẫn với chúng tôi vậy thì bây giờ chúng tôi sẽ đi ngay, chúng tôi chắc chắn sẽ không đối địch với tiền bối. Tô Vô Kỵ sợ hãi, nói liên tục, ông Cố. Tô Thương thấy vậy, nhịn không được hỏi, không phải ông Cố là Tô Vô Kỵ, người đã tung hoành cả một thời đại, khí phách vô song, dám tranh đấu đúng sai với đạo trời, làm chuyện trái với ý trời, phá vỡ niềm chẳng lành sao, mà sao bây giờ ông Cố lại suy sụp như vậy, đánh không lại là lập tức nhận tội sao? Sư phụ thì biết cái gì, tình huống đặc biệt thì cư xử đặc biệt. Tô Vô Kỵ âm thầm truyền âm linh hồn nói, bây giờ nơi này chỉ có 3 người chúng ta, hơn nữa cái tên thuộc hạ bên cạnh cháu, cho dù có liên thủ với chúng ta thì chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của người trước mặt này. Thay vì liều mạng đến cuối cùng lại bị cô ta xóa sổ, chỉ bằng chịu khuất phục, rời khỏi nơi này trước. Tô Vô Kỵ tiếp tục truyền âm nói, đương nhiên, chúng ta chắc chắn sẽ không từ bỏ linh khí thức tỉnh, nhưng mà không thể cứng đầu, chờ trợ thủ của chúng ta đến rồi thì tìm cơ hội khác cũng không muộn. Tô Thương nghe ông Cố giải thích, vẻ mặt tươi cười lắc đầu. Sau đó anh nhìn về phía Tô Du Du, nhẹ nhàng cười nói, được rồi, trở về đi, ông ấy là cao tổ phụ của con, đừng có hù dọa ông ấy. Vâng ạ, Tô Du Du nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn dĩ lạnh như băng ngay lập tức thay đổi biểu cảm, lộ ra một nụ cười tươi rói với Tô Vô Kỵ. Sau đó chạy một mạch nhào vào lòng Tô Thương, giòn giã kêu la, cha, Du Du nhớ cha muốn chết. Ha ha, Du Du, cha cũng nhớ con. Tô Thương ôm Tô Du Du lên, khẽ xoa đầu nhỏ của con gái, cưng chiều cười nói, nửa năm không gặp, Du Du đã nặng thêm không ít. Đúng vậy, nhưng mà cha, con tăng thêm chiều cao, là cao lớn, chứ không có mập lên. Tô Du Du nhấn mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc. Ha ha, cha biết, dáng người của Du Du rất tốt, cha cũng đâu có nói con mập. Tô Thương dịu dàng cười nói. Cách đó không xa. Sau khi Tô Du Du thu hồi uy thế, Tô Vô Kỵ lập tức thở phào nhẹ nhõm, có một loại cảm giác sống sót sau kiếp nạn. Ông ấy thở hổn hển, thoạt nhìn có chút chật vật, cũng có chút may mắn. Thế nhưng, khi nhìn thấy Tô Thương ôm Tô Du Du vừa nói vừa cười, nhất là khi biết được quan hệ của hai người, đầu óc Tô Vô Kỵ ong ong, vẻ mặt ngơ ngác. Như vậy là sao? Cha! Cô bé khủng bố kia mà lại gọi Tô Thương là cha, chẳng lẽ cô bé ấy là con gái của Tô Thương? Có lẽ là vậy rồi, Tô Thương cũng bế cô bé khủng bố kia, thoạt nhìn cha hiền con thảo, khung cảnh ấm áp biết bao. Tô Thương là cha của cô bé ấy. Mình là ông Cố của Tô Thương, nói vậy, vậy ra chẳng phải mình là cao tổ phụ của cô bé ấy sao? Mẹ kiếp! Sau khi đưa ra kết luận này, Tô Vô Kỵ nhất thời kích động như điên, mọi cảm xúc tiêu cực ban nãy đều biết mất không thấy tăm hơi đâu, trong mắt tràn ngập phấn khích. Ông ấy vội vàng chạy đến trước mặt Tô Thương và Tô Du Du, gấp gáp hỏi, sư phụ, cô bé nhỏ này là con gái của sư phụ sao? Tô Thương khẽ cười nói, cô bé tên là Tô Du Du. Quả thật con gái của cháu, là song thai với Tô Tinh Hà. Du Du, vừa rồi cha đã nói với cậu, người này là cao tổ phụ của con, Tô Vô Kỵ, là Tô Vô Kỵ trong truyền thuyết kia, mau chào ông ấy đi. Tô Thương cười nói. Chào cao tổ phụ. Tô Du Du nhìn về phía Tô Vô Kỵ, giọng nói ngọt ngào, so với dáng vẻ lạnh lùng hung ác lúc nãy như thể là hai người khác nhau. Ái cha tương đương cháu cố gái, cháu tài giỏi thật đấy. Tô Vô Kỵ vui đến nổi không khép miệng lại được, ông ấy phấn khích nói, vốn dĩ ông còn tưởng rằng, nhà họ Tô chúng ta xuất hiện một người tài giỏi như cha cháu là do mộ tổ tiên đã linh thiên độ trì cho con cháu rồi, thậm chí ông còn định xé rách ra phả, bắt đầu viết từ cha cháu. Nhưng ai ngờ, thiên phú của cháu còn mạnh hơn cha cháu, thậm chí ngay cả ông cũng không phải là đối thủ của cháu nữa là. Tô Vô Kỵ kích động nói, ông quyết định, Du Du, nếu muốn viết lại gia phả thì sẽ bắt đầu viết từ cháu. Cao tổ phụ. Tô Du Du nghe được cao tổ phụ khen ngợi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng,
cô bé ấy ngượng ngùng nói, thật ra bản thân cháu không có lợi hại đâu, mà toàn bộ đều dựa vào chiếc váy lưu tiên cháu mặc trên người, chiếc váy tên là Thâm Hải Chi Lam, là nó đã giúp cho cháu có được thực lực lớn mạnh. Ông biết chứ, nhưng mà bản thân cháu cũng rất mạnh. Tô Vô Kỵ khẽ cười nói, cháu đi theo hệ thống võ thuật, bây giờ đã là võ tôn đỉnh phong rồi, tuổi còn nhỏ mà đã đột phá võ thần lục địa, đạt được cảnh giới võ tôn, thật sự là tuyệt vời. Cao tổ phụ quá khen rồi, so với ông thì Du Du cháu đây còn kém xa. Tô Du Du khiêm tốn nói, điềm đạm nho nhã khiến cho người ta yêu thích. Thắng không kiêu thua không nản, ha ha ha, tính cách tốt, ông thích đấy. Cháu và Tô Tinh Hà thật sự là một người thì trên trời, một người thì ở dưới đất, hai bên vô cùng đối lập nhau. Tô Vô Kỵ thoải mái cười to, càng nhìn Tô Du Du trong lòng ông lại càng thấy thích, con cháu của mình đã làm cho mình hài lòng quá rồi. Có điều, trong lúc cười nói, Tô Vô Kỵ lại nhớ tới chuyện vừa rồi, sắc mặt chó hơi khó coi, ánh mắt rời đến Tô Thương, ông ấy cắn răng nói, sư phụ có ý gì vậy hả, biết rõ Du Du là cháu cô gái của tôi, mà lại còn trơ mắt nhìn tôi và cô bé đánh nhau, đứng xem tôi bị cô bé ngược đãi, như thế vui vẻ lắm sao. Khụ, Tô Thương thoáng có chút xấu hổ, vội vàng giải thích, ông cố, ông đã hiểu lầm cháu rồi, cháu chỉ muốn thử sức chiến đấu của Du Du mà thôi. Thật không giấu giếm gì ông cố, hôm nay cháu cũng vừa mới biết Du Du đã lấy được Thâm Hải Chi Lam, đạt được thực lực lớn mạnh, đây là do chính con bé truyền âm nói với cháu. Tô Thương giải thích, nhưng cháu lại không thể nào xác minh được, cho nên chỉ có thể để cho ông cố ra tay thử thực lực bây giờ của Du Du. Đại khái chính là như vậy. Cho nên, ông cố à, ông đừng hiểu lầm, cháu thật sự không có ý muốn trêu chọc ông đâu mà. Cuối cùng Tô Thương bổ sung thêm một câu. Cháu thôi đi, tên nhóc nhà cháu suy nghĩ thế nào ông còn không biết sao. Tô Vô Kỵ vốn định trách cứ vài câu, nhưng nhìn thấy mặt Tô Thương, lại nhớ đến đây là sư phụ của ông ấy chuyển thế thành, cho nên đã từ bỏ suy nghĩ lấy thân phận trưởng bối trách cứ trong đầu đi. Nhưng mà bản thân ông ấy bị đùa giỡn, trong lòng quả thật cũng khá khó chịu, điều đó khiến cho vẻ mặt Tô Vô Kỵ khó chịu. Tô Thương thấy vậy, vội vàng chuyển đề tài, thuận miệng hỏi, ông cố. Làm sao ông biết đến cảnh giới võ tôn vậy, đây không phải là cảnh giới khi cháu khởi động cải biến giới luyện võ rồi mới thiết lập lại từ đầu sao? Cháu thiết lập lại từ đầu. Tô Vô Kỵ nghe vậy, giống như là nghe được chuyện cười nào đó, ông ấy bĩu môi nói, đừng nói giỡn nữa, cảnh giới này ở thời kỳ tiên tần đã có rồi, là ở thời kỳ tiên tần, do một cô gái thiên tài sáng tạo ra. Hệ thống võ thuật và hệ thống tu chân giống nhau, đều xuất hiện gián đoạn. Chẳng qua hệ thống võ thuật tàn nhẫn hơn một chút mà thôi, sau võ thần lục địa là chẳng còn đường đi nữa rồi. Tô Vô Kỵ nói tiếp, nhưng trong thời kỳ tiên tần, khắp nơi đều là võ thần lục địa, võ tôn, võ thánh, thậm chí còn có tới mấy vị cảnh đới võ thần. Hơn nữa, trên võ thần vẫn còn cảnh giới, năm đó cô gái thiên tài kia đã đặt chân vào cảnh giới võ đế, có 102 từ trước đến nay, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất võ thuật. Tô Vô Kỵ nhìn Tô Thương một cái. Sau đó nói cháu thiết lập võ tôn với cách cảnh giới sau này sao? Ha ha, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ, nếu để cho người của thời kỳ tiên tần biết được, nhất định sẽ cười rụng răng cho mà xem. Thời kỳ tiên tần đã có võ tôn rồi sao? Tô Thương nghe ông cố mình nói như vậy, nhất thời chấn động, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, không thể nào, cảnh giới này, không phải nửa năm trước là do cháu lấy đại sao? Ha ha ha, bệ hạ. Điều mà Tô Vô Kỵ nói hoàn toàn là sự thật. Lúc này, Bạch Khởi nhịn không được cười nói. Cái gì mà hoàn toàn là sự thật? Người ở thời kỳ tiên tần nếu nghe được người sáng lập ra võ tôn với các cảnh giới sau này là ông thì sẽ cười rụng răng, những lời này hoàn toàn là sự thật. Bạch Khởi vừa nói vừa cười, tôi chính là người ở thời kỳ tiên tần, bây giờ tôi cười sắp rụng răng luôn rồi, ha ha, ha ha ha. Cút, đừng cười nữa. Tô Thương biết Bạch Khởi đang nói giỡn, lập tức đen mặt nói, cười thêm một tiếng nữa tôi sẽ đánh rớt từng cái răng một của ông xuống đó. Bạch Khởi thấy Tô Thương đen mặt, trong nháy mắt biết điều mà ngậm miệng lại, thành thật đứng sang một bên. Thời kỳ tiên tần thật sự đã có võ tôn võ thánh võ thần, phân định các loại cảnh giới rồi sao? Lúc này, Tô Thương hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, đúng vậy. Bạch Khởi nghiêm túc nói, người đi sáng lập ra hệ thống này. Hơn nữa còn là người đi tới đỉnh cao nhất là người ông rất quen thuộc, đó chính là Hiên Viên Thần Am. Năm đó, Hiên Viên Thần Am tài giỏi trong thiên hạ,
có 102 từ trước đến giờ, ở trái đất không có người nào là đối thủ của cô ấy, cho dù mạnh như Tổ Long cũng yếu hơn cô ấy một chút, cô ấy. Được rồi, tôi biết cô ấy rất lợi hại, rất trâu bò, không cần lặp lại nữa đâu. Tô Thương mở miệng ngắt lời, sau đó trong đầu xuất hiện vô số những suy nghĩ. Đây rõ ràng là cảnh giới do anh mới sáng lập nên, làm sao có thể giống như thời kỳ tiên tần. Võ Tôn, Võ Thánh, Võ Thần. Ba tên gọi cảnh giới này nghe rất trâu bò, hình như cái nào xếp ở phía trước cũng được cả, có chuyện trùng hợp như thế sao? Hay là do? Bỗng nhiên, Tô Thương giống như nhớ tới cái gì đó, trong nháy mắt đã hiểu rõ tất cả. Nửa năm trước, khi cải biến giới luyện võ diễn ra, cảnh giới sau võ thần lục địa, là do Tuyết Nhi đặt tên. Nếu như đã trùng hợp với cảnh giới ở thời kỳ tiên tần, vậy chắc chắn Tuyết Nhi có một vài bí mật mà mình không biết. Nghĩ đến đây, Tô Thương đã hoàn toàn hiểu được, lại liên tưởng đến chuyện ở núi Cửu Phong, anh nhất thời cảm thấy Thiên Sơn Tuyết có thêm vài phần thần bí. Mặc dù Thiên Sơn Tuyết là minh chủ núi Cửu Phong, nhưng mà cảnh giới của cô ta không hề cao, kinh nghiệm và lai lịch cũng bình thường. Nhưng tại chỉ cô ta mới có thể nằm ở trong quan tài băng, trấn áp tên Kinh Kha đại khủng bố bên dưới. Bởi vậy có thể thấy được, thân phận của Thiên Sơn Tuyết không hề bình thường, hoặc là nói, cơ thể của cô ta không bình thường. Nếu không, chắc chắn không thể nào trấn áp Kinh Kha đã nhập ma kia. Tô Thương lại nhớ tới anh đã từng gặp qua Thiên Sơn Tuyết nằm trong quan tài băng, khí tức tản ra trên người cô ta quả thật vô cùng kinh khủng, mạn đến mức trong lòng Tô Thương cũng cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng, rốt cuộc thì Thiên Sơn Tuyết có lại lịch gì? Chẳng lẽ, cô ta và cô gái thiên tài ở thời kỳ tiên tần Hiên Viên Thần Am có liên quan gì với nhau sao? Thôi bỏ đi. Nghĩ không ra, có lẽ chuyện này có thể hỏi Vương Dương Minh thử xem, để sau này rồi nói sau vậy. Nghĩ như thế, Tô Thương cũng không tiếp tục đề tài này nữa, mà anh nói qua mấy giờ nữa là linh khí thức tỉnh sẽ bắt đầu. Bạch Khởi, ông cố, chúng ta không cần đi đâu cả. Cứ ở lại chỗ này đi, chờ linh khi thức tỉnh bắt đầu. Về phần Du Du, ánh mắt Tô Thương dừng trên người Tô Du Du, thoáng có chút khó xử. Bình thường mà nói, với thực lực Tô Du Du khi mặc Thâm Hải Chi Lam vào, nếu giữ cô bé ấy lại chắc chắn sẽ có tác dụng lớn, dù sao ngay cả đế cảnh cũng không thể làm tổn thương đến cô bé ấy. Nhưng mà Tô Thương lo rằng nếu lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ có người ngoại vực càng lớn mạnh hơn đến đây. Hoặc hơn thế nữa là một vị tiên đế tới đây, nếu để Tô Du Du ở lại chắc chắn sẽ nguy hiểm. Cho nên, trong lúc nhất thời Tô Thương không biết nên lựa chọn như thế nào cả. Cha ơi! Lúc này, Tô Du Du nắm tay Tô Thương, nghiêm túc nói, hôm nay con tới đây là để giúp cha, con muốn cùng tiến cùng lùi với cha, con sẽ không đi đâu hết. Hơn nữa, con có Thâm Hải Chi Lam, đế cảnh cũng không phá được phòng ngự của con sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cha cứ cho con ở lại đây đi. Tô Du Du cầu xin, đồng thời kéo cánh tay Tô Thương làm nũng. Tô Thương không đồng ý ngay lập tức, mà anh nhìn về phía Tô Vô Kỵ bên cạnh, thấy ông cố gật đầu thì mới đồng ý với cô bé ấy. Được rồi, con có thể ở lại đây. Nhưng mà, Du Du, con phải nghe theo sự sắp xếp của cha, gặp chuyện gì cũng không được tự mình đưa ra quyết định. Tô Thương nghiêm túc nói. Được ạ, Du Du đều nghe theo cha hết. Tô Du Du ngoan ngoãn nói. Tô Thương gật nhẹ đầu, sau đó ôm Tô Du Du ngồi xuống ở bên cạnh, bắt đầu giây phút dịu dàng của hai cha con. Tô Vô Kỵ ở bên cạnh muốn tiến lại gần nói chuyện, nhưng đáng tiếc Tô Du Du rất miễn cưỡng với ông ấy, điều này làm cho Tô Vô Kỵ có một cảm giác mình là người ngoài cuộc, trong lòng tức giận bất bình. Khó chịu. Rõ ràng ông ấy mới là tổ tiên, vì sao ông ấy lại làm cho hai cha con bọn họ giống như tổ tiên? Về phần Bạch Khởi, thì ông ấy đứng ở một bên nhắm mắt điều tức, chuẩn bị ứng phó với linh khí thức tỉnh bất cứ lúc nào. Chấm chấm chấm. Vài giờ sau, màn đêm buông xuống, trang viên nhà họ Tô. Vương Dương Minh đã luyện hóa hoàn toàn đan dược cứu mạng, thương thế cũng hoàn toàn khôi phục, trở về cảnh giới chuẩn đế, khí tức trên người sâu như biển. Trang viên nhà họ Tô. A, ông đây bị cướp hai lần ở chỗ này, cái nơi chó má này. Ông đây cả đời này cũng không muốn gặp lại nữa đâu. Nghĩ như vậy, Vương Dương Minh lập tức xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay có ngọn lửa đang bốc cháy bừng bừng, ông ấy tính thiêu rụi trang viên nhà họ Tô. Thế nhưng, sau khi suy nghĩ cẩn thận kỹ càng, cuối cùng Vương Dương Minh cũng từ bỏ suy nghĩ, xóa bỏ ngọn lửa trong lòng bàn tay.
Thôi bỏ đi, nơi này là địa bàn của nhà họ Tô, mình không trêu chọc người họ Tô được đâu. Chỉ một mình Tô Vô Kỵ thôi đã vô cùng lợi hại rồi, mà lại có Tô Thương chấn giữ, còn có thêm một cô bé là thiên tài trong tương lai. Vương Dương Minh cười khổ nói, nếu như mình đốt hết nơi này mà bị bọn họ biết được, nếu như bọn họ lấy cái cớ này để lừa gạt mình, vậy mình sẽ gặp phiền toái lớn mất. Bỏ đi, mình vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi xui xẻo này đi đã, hầy. Vương Dương Minh thở dài một hơi, sau đó lập tức ra khỏi trang viên nhà họ Tô, đang chuẩn bị tung người đi đến động phủ Đông Sơn. Vèo, két. Thế nhưng vào lúc này, có một chiếc xe thể thao sang trọng dừng ngay trước người Vương Dương Minh. Ngay sau đó, một người phụ nữ xinh đẹp hơn 30 tuổi, bước ra khỏi ghế lái rồi đi thẳng về phía Vương Dương Minh. Mẹ kiếp! Vương Dương Minh sau khi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp kia thì lập tức bị dọa cho nhảy dựng, trong lòng vô cùng sợ hãi, quay đầu muốn chạy trốn. Vương Dương Minh, anh đứng lại cho em. Lúc này, người phụ nữ xinh đẹp mở miệng, giọng nói trí thức của chị lớn làm cho người ta say mê. Vương Dương Minh nghe được người phụ nữ xinh đẹp kia nói thì lập tức dừng bước, ngoan ngoãn đứng yên. Không phải là ông ấy không muốn đi, mà là không đi được, không thể nào đi được, hai chân đã mất đi quyền khống chế, hoàn toàn không nghe theo sai khiến của ông ấy. Vương Dương Minh, bị khống chế mất rồi. Đường đường là một chuẩn đế, lại bị người phụ nữ xinh đẹp nói một câu khống chế cơ thể mình. Mà người phụ nữ xinh đẹp này không phải là người tu chân, mà cũng không phải người luyện võ cổ đại, mà cô ấy chính là một người bình thường. Người phụ nữ xinh đẹp này tên là Triệu Vận Chi, là người vợ cưới hỏi đàng hoàng của Vương Dương Minh. Không đúng. Vương Dương Minh là ở rể, chính xác mà nói, Vương Dương Minh là người chồng có cưới hỏi đàng hoàng của Triệu Vận Chi. Mấy năm gần đây, Vương Dương Minh chính là người con rể đến ở rể nhà họ Triệu, ông ấy đã chịu hết mọi nhục nhã, mỗi ngày đều thê thảm bi ai. Triệu Vận Chi quả thật là một người bình thường, nhưng bởi vì do một vài duyên cớ đặc biệt mà lời nói của cô ấy đối với Vương Dương Minh mà nói, chính là không thể không phục tùng mệnh lệnh. Nói sao làm vậy? Cơ thể của Vương Dương Minh sẽ không tự khống chế được, mà hoàn toàn dựa theo ý của Triệu Vận Chi mà làm, không hề có đường phản kháng. Vậy cho nên, vừa rồi Triệu Vận Chi bảo Vương Dương Minh đứng lại, ông ấy cũng chỉ có thể bị ép dừng bước, hai chân giống như là đổ trì, không thể tiến lên một bước nữa. Ha ha, vợ à, sao em lại chạy tới đây, mau về nhà đi chứ, buổi tối trời lạnh lắm đó coi chừng bị cảm lạnh. Hơn nữa, trời tối rồi, có rất nhiều người xấu, em xinh đẹp như vậy lỡ như gặp phải. Vương Dương Minh tươi cười, luyên huyên một hồi dài muốn giảm bớt xấu hổ của mình. Anh câm miệng cho em. Triệu Vận Chi đi tới trước người Vương Dương Minh, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tức giận, Vương Dương Minh. Em đối xử với anh tốt như vậy mà tại sao anh lại lén lút rời khỏi nhà họ Triệu, chạy đến Giang Bắc, chẳng lẽ anh nuôi bổ nhí ở Giang Bắc ư? Bởi vì Triệu Vận Chi bảo Vương Dương Minh câm miệng, cho nên Vương Dương Minh không nói được lời nào cả, chỉ có thể kêu Anh có thể nói chuyện, Triệu Vận Chi không kiên nhẫn nói. Phù, Vương Dương Minh thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười khổ nói, vợ à, trước khi anh đi. Không phải anh đã nói rõ ràng với em rồi sao? Sở dĩ anh cưới em là làm vợ chồng với nhau 3 năm, là bởi vì anh nợ em, kiếp này anh muốn bù đắp cho em. Bây giờ kỳ hạn 3 năm đã đến, anh vẫn còn chuyện quan trọng hơn để làm, cho nên. Kỳ hạn 3 năm đã đến. Triệu Vận Chi ngắt lời, Vương Dương Minh, có phải anh đọc tiểu thuyết ngu ngốc nhiều lần lắm rồi đúng không? Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi hả? Đừng có đọc mấy loại tiểu thuyết chiến thần này, giống như não tàn vậy đó. Lại còn kỳ hạn 3 năm đã đến, có phải anh còn muốn nói, anh có lệnh Long Vương, có thể triệu tập 10 vạn tướng sĩ quay trở về vì không? Chuyện này, thì không có. Vương Dương Minh lúng túng sờ sống mũi, sau đó giải thích, nhưng mà, vợ à, những chuyện anh nói đều là sự thật. Em biết mà, anh không thể nói dối trước mặt em, những lời em nói, anh đều sẽ không khống chế được mà đều tuân theo. Thôi bớt đi, ai biết mấy năm nay có phải anh giả vờ hay không, cố tình làm cho em vui vẻ. Triệu Vận Chi khoanh tay, vừa nghiêm túc vừa khí phách nói, tóm lại, Vương Dương Minh, em không cho phép anh rời khỏi em muốn anh làm chồng em mãi mãi, ở bên cạnh em, đời đời kiếp kiếp làm bạn đời của em. Xin lỗi vợ, không thể, anh còn phải đi giải cứu thế giới. Vương Dương Minh để lại một câu,
sau đó cơ thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại Triệu Vận Chi với vẻ mặt ngạc nhiên. Nửa năm trước, Tô Thương ở núi Võ đang thấy thư mà Vương Dương Minh để lại. Vương Dương Minh nói trong thư, sở dĩ ông ấy ở rể là vì để đền ơn. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Chuyện này tương đối phức tạp, tổng kết lại một câu, kiếp trước của Vương Dương Minh và Triệu Vận Chi có ngọn nguồn sâu xa. Vì để bù đắp, cho nên Vương Dương Minh mới có thể từ bỏ hết tất cả mà đi ở rể, sinh sống ở họ Triệu 3 năm. Kiếp này của Triệu Vận Chi mặc dù cô ấy là người bình thường, không có chân khí và linh khí, nhưng cô ấy vẫn có sức áp chế đối với Vương Dương, và lại chỉ có thể áp chế bản thân Vương Dương Minh. Điều bí ẩn trong đó không ai có thể giải thích được cả, dù sao Triệu Vận Chi nói gì là Vương Dương Minh sẽ làm đó. Nhưng điều này có một hạn chế nhất định, một khi vượt quá khoảng cách cố định thì sẽ không có tác dụng. Cho nên vừa rồi, sau khi Vương Dương Minh quyết định rời đi đã dứt khoát thi triển thân pháp, trong chớp mắt đã bỏ chạy xa 10 dặm. Vương Dương Minh, cái đồ rác rưởi này, anh trở về cho em. Sau khi Triệu Vận Chi phản ứng lại, cô ấy nhịn không được tức giận hô to. Nhưng tiếc rằng Vương Dương Minh đã biến mất không thấy đâu. Và đương nhiên, bây giờ ở Giang Bắc đang hỗn loạn, mà Triệu Vận Chi chỉ là một người bình thường, cho nên Vương Dương Minh sẽ không yên tâm để cô ấy lại một mình ở chỗ này. Có điều, ngay từ lúc Vương Dương Minh rời khỏi nhà họ Triệu 2 ngày trước, đã yên lặng không một tiếng động để lại một tia sức mạnh linh hồn của ông ấy vào trong cơ thể Triệu Vận Chi. Một khi Triệu Vận Chi gặp nguy hiểm, ông ấy sẽ biết trước, hơn nữa còn có thể nhanh chóng phóng ra lực lượng bảo vệ Triệu Vận Chi. Cho nên, Vương Dương Minh không hề lo lắng cho an nguy của Triệu Vận Chi. Hay, mọi chuyện đều đã qua, không đáng nhắc tới. Chuyện ở quá khứ cứ để nó qua đi, không có gì phải lưu luyến cả. Lúc này, cách đó hơn 10 dặm, Vương Dương Minh dừng bước, thở dài một hơi nói, huống hồ gì, Triệu Vận Chi ở kiếp này chỉ là một bông hoa tương tự mà thôi, suy cho cô ấy cũng không phải là Triệu Vận Chi mà mình cảm thấy hổ thẹn. Ở rể 3 năm, mình đã giúp đỡ nhà họ Triệu thăng tiến lên 4 dòng họ lớn, trở thành dòng họ lớn số 1, Triệu Vận Chi cũng trở thành tổng giám đốc của tập đoàn với tài sản 10 tỷ, như vậy đã đủ rồi, bây giờ mình không còn vướng bận gì nữa. Nghĩ như vậy, Vương Dương Minh trở nên thoải mái. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Thế nhưng rất nhanh, tươi cười trên mặt ông ấy đã thu lại, ông ấy thản nhiên nói, ai đó, mau ra đây, đừng trốn nữa. Dứt lời, một người phụ nữ mặc váy đỏ từ phương hướng 3 giờ đi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Dương Minh, cô ta lạnh lùng nói, không nghĩ tới linh khí thức tỉnh còn chưa bắt đầu mà ông đã đến trái đất rồi. Người phụ nữ mặc váy đỏ này không phải là người nào khác, mà chính là con gái của Viêm Long Tiên Đế. Xích Hồng Nguyệt. Hửm. Vương Dương Minh nghe nói như vậy, ông ấy đón nhận ánh mắt của Xích Hồng Nguyệt, khẽ nhíu mày nói, cô là ai vậy? Ha ha. Xích Hồng Nguyệt cười lạnh nói, ở trước mặt tôi mà giả vờ giả vịt cái gì? Chẳng lẽ ông muốn nói, ngay cả con gái ruột của ông mà ông cũng không nhận ra đấy chứ? Con gái. Vương Dương Minh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, giỡn cái gì đó, con gái của tôi ở đâu ra đây, rốt cuộc cô là ai? Nhìn thấy phản ứng của Vương Dương Minh, mí mắt Xích Hồng Nguyệt khẽ nhíu lại, cô ta cẩn thận đánh giá Vương Dương Minh một chút, sau đó lắc đầu. Là tôi nhìn lầm rồi, quả nhiên ông không phải là ông ấy. Mặc dù mặt mũi của ông giống hệt ông ấy, nhưng hai người trên mọi phương diện đều có sự chênh lệch rất lớn. Xích Hồng Nguyệt nói tiếp, nhất là thực lực của ông, chuẩn đế hậu kỳ. Viêm Long Tiên Đế biết tình hình ở trái đất, ông ấy chắc chắn sẽ không lấy cảnh giới chuẩn đế mà đến đây. Nếu không sẽ không khác gì tự tìm đường chết. Xích Hồng Nguyệt nhìn về phía Vương Dương Minh, hỏi lần nữa, ông là chuẩn đế ẩn trốn ở trái đất sao? Cô là ai vậy hả? Vương Dương Minh nhìn chằm chằm vào Xích Hồng Nguyệt, thản nhiên nói, chuẩn đế sơ kỳ. Muốn đạt tới cảnh giới này ở trái đất là chuyện khó như lên trời, sao cô có thể đạt được điều đó, hoặc là nói, cô là người ngoại vực. Cho dù có là như thế, thì ông có thể làm gì được tôi? Xích Hồng Nguyệt khẽ cười nói. Hừ, nếu như cô là người ngoại vực, vậy thì tôi không thể giữ cô lại. Vương Dương Minh lạnh lùng nói. Ha ha, thật nực cười làm sao? Ông cho rằng tôi là kẻ ngốc sao? Nếu như tôi dám xuất hiện ở trước mặt ông, thì chắc chắn tôi đã nắm chắc việc bản thân có thể rời đi. Xích Hồng Nguyệt cười khẩy nói, chuẩn đế hậu kỳ thì đã sao, thế thì cũng chẳng gây ra chút tổn hại nào cho tôi được đâu.
vậy thì hãy thử xem nào. Ánh mắt Phương Dương Minh rét lạnh, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, xung quanh cơ thể tản ra khí thế khủng bố. Ông ấy đã tu luyện vô số năm, bây giờ khoảng cách để đạt được chuẩn đế đỉnh phong chỉ còn một bước, thực lực được coi là rất mạnh, dù là chuẩn đế đỉnh phong bình thường thì ông ấy cũng không sợ. Lúc này, Vương Dương Minh điều động linh khí, dự định thăm dò khả năng của đối phương một chút. Ha ha! Xích Hồng Nguyệt thấy Vương Dương Minh ra tay, cô ta cũng không có ý muốn chạy trốn, thay vào đó là vô cùng tự tin, lạnh lùng nói, đỉnh vạn vật mẫu khí, mau ra đây. Bù! Theo sau tiếng quát của Xích Hồng Nguyệt, một cái đỉnh nhỏ chính chân lập tức vọt ra khỏi cơ thể cô ta, lơ lửng giữa không trung, tản ra uy thế nghiền ép tất cả mọi thứ. Đây là vạn vật mẫu khí, trong đỉnh chắc chắn có vạn vật mẫu khí. Vương Dương Minh được cho là hiểu sâu biết rộng, ông chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn ra sự lớn mạnh của đỉnh vạn vật mẫu khí, nhịn không được thầm nghĩ, người này có được đế khí mạnh mẽ như vậy, mặc dù cảnh giới thấp hơn mình, nhưng nếu mình muốn giết cô ta thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bây giờ linh khí thức tỉnh đã sắp bắt đầu, mình không cần phải lãng phí thời gian ở chỗ này. Chỉ bằng cứ như vậy mà rời đi. Trước tiên tụ họp với Tô Thương đã, sau đó lại tìm cơ hội đối phó cô ta. Trong lòng thầm tính toán một hồi, sau đó Vương Dương Minh nhìn về phía Xích Hồng Nguyệt, mở miệng nói, hôm nay vận may cũng cô không tệ, tâm trạng tôi đang tốt cho nên sẽ tha cho cô một mạng. Đừng để cho tôi lại cô, càng không được gây nguy hiểm cho trái đất, nếu không, tôi chắc chắn sẽ khiến cho cô hối hận không kịp đấy. Sau khi nói xong, Vương Dương Minh tản linh khí xung quanh người đi, cơ thể chợt lóe. Nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Nhát gan như chuột. So sánh như thế, Viêm Long Tiên Đế ưu tú hơn nhiều. Viêm Long Tiên Đế tung hoành ngoại vực, đã khi nào cúi đầu, có khi nào chạy trối chết. Xích Hồng Nguyệt cười lắc đầu, sau đó tâm niệm vừa động, thu đỉnh vạn vật mẫu khí vào trong cơ thể. Ngay sau đó, Xích Hồng Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm, lẩm bẩm nói, nhanh thôi, thời gian sắp tới rồi. Căn nguyên linh khí nhất định sẽ là của mình. Có điều, Tô Thương kia có vô số thủ đoạn, trên trái đất lại có không ít chuẩn đế ở ẩn. Mặc dù mình gắng gượng đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, chỉ sợ cũng rất khó cướp được căn nguyên linh khí. Giống như người vừa rồi, nếu như ông ta thật sự ra tay, mình sử dụng định vạn vật mẫu khi cũng không nắm chắc việc có thể áp chế ông ta. Xích Hồng Nguyệt híp mắt, rất nhanh đã có cách, xem ra. Vì kế hoạch cho hôm nay thì chỉ có thể bắt đầu từ người bên cạnh Tô Thương. Linh khí thức tỉnh lần, Tô Thương là nhân tố quyết định, những người đó khả năng lớn đều sẽ nghe theo Tô Thương. Nếu như mình khống chế những người thân quen của Tô Thương, thì chẳng phải việc lấy được căn nguyên linh khí kia sẽ dễ như trở bàn tay sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Xích Hồng Nguyệt có hơi đấu tranh, nhưng nếu làm như vậy thì không vinh quang lắm, đó cũng không phải phong cách của mình. Nhưng chuyện đã đến nước này. Cũng chỉ có cách này mà thôi. Tô Thương, xin lỗi, tôi rất muốn lấy được căn nguyên linh khí. Rất nhanh, Xích Hồng Nguyệt đã hạ quyết tâm, tung người đi tới trang viên nhà họ Tô. Xích Hồng Nguyệt nhanh chóng đáp xuống bên ngoài trang viên nhà họ Tô, thi triển thần thức tìm kiếm một hồi, lại phát hiện trong trang viên không có một bóng người. Chuyện Tô Thương ở Giang Bắc, mình đã hỏi thăm kỹ càng rồi, anh ta và Lý Nguyệt nhà họ Lý có hôn ước với nhau. Xích Hồng Nguyệt lẩm bẩm, mình có thể đi tìm Lý Nguyệt, khống chế cô ta ở trong tay mình, như thế Tô Thương nhất định sẽ ngoan ngoãn chịu sự chi phối của mình. Sau khi hạ quyết tâm, Xích Hồng Nguyệt định đến nhà họ Lý tìm Lý Nguyệt. Cô là ai? Đúng lúc này, Triệu Vận Chi từ trong chiếc xe sang trọng bên cạnh bước ra ngoài, cô ấy tức giận nhìn chằm chằm Xích Hồng Nguyệt, cắn răng chất vấn, nói mau, có phải cô là người đàn bà phóng túng mà Vương Dương Minh bao nuôi hay không hả? Có phải anh ấy vì cô cho nên mới có thể lựa chọn rời khỏi tôi hay không? Hửm, muốn tìm cái chết. Xích Hồng Nguyệt đã sớm nhận ra trong xe có người, nhưng mà đối phương chỉ là một người phụ nữ bình thường, cho nên cô ta không để ý. Nhưng ai ngờ người phụ nữ kia lại chạy ra đây chất vấn cô ta, còn nghi ngờ cô ta được bao nuôi, điều này làm cho Xích Hồng Nguyệt vô cùng tức giận, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo. Cho nên, Xích Hồng Nguyệt xoay người. Cô ta định ra tay dạy dỗ cho đối phương một trận. Nhưng kết quả sau khi cô ta nhìn thấy gương mặt của Triệu Vận Chi, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, trên gương mặt xinh đẹp của cô ta hiện đầy vẻ sợ hãi và ngạc nhiên. Một lát sau, Xích Hồng Nguyệt phản ứng lại, lập tức mừng rỡ như điên, hai mắt ửng đỏ, nước mắt tuôn rơi.
mẹ. Sau đó, Xích Hồng Nguyệt nhào vào lòng Triệu Vận Chi, ôm chặt lấy Triệu Vận Chi, giống như một đứa trẻ bị tổn thương, muốn tìm kiếm sự an ủi và che chở của mẹ mình. Hả? Triệu Vận Chi nhất thời trợn tròn mắt, vốn dĩ cô ấy cho rằng Xích Hồng Nguyệt có quan hệ với Vương Dương Minh, cho nên trong lòng đã tràn đầy giận dữ, cô ấy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ cáu xé với Xích Hồng Nguyệt. Nhưng dù có ra sao thì cô ấy cũng không ngờ tới, cô gái mặc váy đỏ này lại ôm lấy cô ấy, còn gọi cô ấy là mẹ. Cô ấy còn chưa tới 40 tuổi nữa đó, nào có đứa con gái 20 mấy tuổi. Huống chi, Triệu Vận Chi rất rõ bản thân mình chưa từng sinh con, thậm chí cô ấy bẩm sinh cơ thể đã yếu ớt, bị bệnh liệt giường, ngay cửa nhà cũng rất ít ra, thế cho nên hơn 30 tuổi cũng chưa từng tiếp xúc với người đàn ông nào khác. Sau đó là Vương Dương Minh vào nhà họ Triệu, chữa khỏi cho cô ấy giúp cô ấy trở thành một người bình thường. Bây giờ bỗng nhiên lại xuất hiện một đứa con gái lớn như vậy, Triệu Vận Chi có chút không tiếp nhận được. Có điều, vốn dĩ cô ấy tính nổi giận, nhưng bây giờ đối phương lại gọi cô ấy là mẹ, lửa giận trong lòng cũng trong nháy mắt biến mất tăm, thậm chí còn có chút không biết làm sao. Cô gái à? Triệu Vận Chi giơ tay lên, do dự một chút rồi cuối cùng là vỗ lên bả vai Xích Hồng Nguyệt, nhỏ giọng nói, có phải cô nhận lầm người rồi hay không, tôi không phải là mẹ cô đâu. Không, là mẹ mà. Con dám khẳng định, mẹ chính là mẹ ruột của con. Xích Hồng Nguyệt lau nước mắt, nhìn Triệu Vận Chi nghẹn ngào nói, mẹ, mẹ có biết trong những năm mẹ rời đi, con phải sống như thế nào không? Viêm Long Tiên Đế chết tiệt kia, ông ấy biết rõ là ai hại chết mẹ, nhưng lại. Xích Hồng Nguyệt muốn nói lại thôi, sau đó nói, thôi bỏ đi, không nhắc đến ông ấy nữa, nhắc tới ông ấy là lập tức tức giận. Mấy năm nay con thường xuyên cầu nguyện, cầu khẩn mong được gặp lại mẹ, ông trời chắc chắn là đã nghe được lời cầu nguyện của con, cho nên đã cho con gặp cô ở chỗ này. Xích Hồng Nguyệt ôm Triệu Vận Chi, kích động nói, mẹ ơi, từ nay về sau con không bao giờ muốn tách khỏi mẹ nữa, con muốn ở bên cạnh mẹ mãi mãi, đời đời kiếp kiếp không rời xa. Khụ khụ. Triệu Vận Chi hoàn toàn ngơ luôn, một hồi lâu sau mới phản ứng lại, xấu hổ nói, cô gái, cô nhìn kỹ một chút. Tôi cũng lớn hơn cô có một chút thì sao có thể là mẹ cô được, cô thật sự nhầm lẫn rồi. Người tu chân chúng ta chỉ cần bằng lòng, có thể trẻ mãi không già. Xích Hồng Nguyệt thuận miệng nói. Người tu chân. Triệu Vận Chi có chút sửng sốt, giơ tay đặt lên trán Xích Hồng Nguyệt, sau đó lại đặt tay lên trán mình, vẻ mặt khó hiểu nói, cũng đâu có sốt đâu, sao lại nói nhảm. Mình biết rồi, cô gái này có vấn đề về tinh thần. Mẹ. Xích Hồng Nguyệt đang chuẩn bị giải thích, nhưng đột nhiên nhớ tới mẹ mình đã sớm mất mạng, cho nên người trước mắt này chắc chắn không thể là mẹ mình. Đây chỉ là một người bình thường trùng hợp có vẻ ngoài tương tự mẹ mình mà thôi, cũng chẳng phải là người tu chân. Sau khi hiểu rõ điều này, Xích Hồng Nguyệt lộ ra một tia cười khổ, trong mắt hiện lên vẻ đau buồn. Cô gái, tôi không phải là mẹ cô gọi tôi là chị là được rồi. Cô tự mình lén lút chạy ra khỏi bệnh viện sao? Lúc này, Triệu Vận Chi hỏi. Bệnh viện nào? Xích Hồng Nguyệt tò mò hỏi. Bệnh viện tâm thần. Triệu Vận Chi nói tiếp, cô nương, cô như vậy không được, ta xem trạng thái của ngươi, tựa hồ xấu đi, hôm nay ta có thời gian, ngươi cùng tỷ tỷ đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi tìm bác sĩ tâm lý tốt nhất, tranh thủ mau chóng chữa khỏi cho cô. Bệnh viện tâm thần. Bác sĩ tâm lý. Xích Hồng Nguyệt nghe nói như vậy, sắc mặt trong nháy mắt nặng nề. Cô ta lạnh lùng nói, cô nói tôi là tên ngốc. Cô nương, đừng có nói lung tung, tinh thần có vấn đề cũng không có nghĩa là ngốc nghếch, tôi thấy cô rất thông minh. Triệu Vận Chi chân thành nói, bây giờ con người có áp lực lớn, có một chút bệnh tâm thần cũng là chuyện dễ hiểu. Trước kia lúc tôi bị bệnh liệt giường, tinh thần cũng xuất hiện vấn đề, hơn nữa còn kéo dài rất lâu. Cô cần một bác sĩ tâm lý, hướng dẫn cô. Chỉ cần trị liệu đúng cách thì rất nhanh thôi cô sẽ trở thành người bình thường, đừng có tự ti. Triệu Vận Chi nói tiếp, với lại, cô gái, cô xinh đẹp như vậy, tinh thần còn có chút vấn đề, ở bên ngoài một mình rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lỡ như có người có ý đồ xấu, thấy cô ngốc nghếch sau đó dẫn cô về nhà, vậy sẽ phiền toái sẽ lớn. Triệu Vận Chi nói xong, lập tức lấy từ trong túi sách mang theo bên người ra một tấm danh thiếp. Sau đó giới thiệu, đây là danh thiếp của tôi, cô xem thử đi, ngoài tập đoàn 10 tỷ dưới danh nghĩa của tôi thì tôi còn thành lập một tổ chức từ thiện chuyên trị bệnh tâm thần, cô hoàn toàn có thể tin tưởng tôi.
Hừ. Xích Hồng Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua, rồi giơ tay đánh rơi danh thiếp của Triệu Vận Chi, trầm giọng nói, cô còn dám nghi ngờ tôi, nói tôi ngốc nghếch. Ha ha, nếu không phải nề tình cô, với phần nào tương tự với mẹ tôi, thì tôi đã một chưởng đánh cho cô tan tát. Xích Hồng Nguyệt lạnh lùng nói, hôm nay tôi nể mặt người mẹ đã mất của tôi mà tha cho cô một mạng, còn không mau cút đi. Một chưởng đánh cho tan tát. Triệu Vận Chi nghe nói như vậy, gấp gáp nói, tiêu rồi, cô gái này tiêu rồi, bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Cô gái, cô nghe lời tôi, hôm nay cho dù có như thế nào thì cô cũng phải đi theo tôi dẫn cô đi chữa bệnh. Nói xong, Triệu Vận Chi lập tức kéo cánh tay Xích Hồng Nguyệt, muốn kéo cô lên xe. Ha ha, đây là do cô tự mình tìm chết. Xích Hồng Nguyệt trời sinh đã máu lạnh vô tình, không hề để sự sống cái chết của người khác vào mắt. Đối với cô ta mà nói, giết người đơn giản giống như giết một con kiến mà thôi. Giờ phút này, cô ta định xóa sổ Triệu Vận Chi. Nhưng khi giơ tay lên, Xích Hồng Nguyệt nhìn thấy gương mặt giống như mẹ mình thì lại mềm lòng, cuối cùng cô ta buông tha cho Triệu Vận Chi, xoay người muốn rời đi. Cô gái, cô đứng lại đi, cô nghe lời chị, đi theo chị đi, bệnh của cô không thể trì hoãn thêm được nữa. Lúc này, Triệu Vận Chi lo lắng mở miệng nói. Nực cười. Tôi bị bệnh lúc nào? Xích Hồng Nguyệt cười khẩy hai tiếng, sau đó quyết định không để ý tới Triệu Vận Chi, vội vàng đi bắt Lý Nguyệt. Nhưng ai ngờ lúc này, hai chân cô ta giống như bị đổ trì, vậy mà lại không thể tiến thêm được chút nào nữa. Hơn nữa, ngay sau đó, cơ thể của Xích Hồng Học cũng không khống chế được mà đi về phía Triệu Vận Chi. Nói sao làm vậy? Thân thể Xích Hồng Nguyệt cũng vì Triệu Vận Chi mà không thể khống chế được. Điều này khiến Xích Hồng Nguyệt giật nảy mình, trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ không hiểu. Chuyện gì đã xảy ra? Cô ta rõ ràng là một người bình thường, vì sao lại có thể khống chế cơ thể của mình chứ? Chẳng lẽ, cô ta lại giả heo ăn thịt hổ, ẩn giấu thực lực của mình, thực tế lại áp thâm bất khả chắc sao? Không đúng. Xích Hồng Nguyệt chăm chú nhìn Triệu Vân Chi, kết quả lại phát hiện đối phương rõ ràng là một người bình thường, điểm này không thể nghi ngờ gì được. Bởi vì, coi như Triệu Vân Chi có cảnh giới cao hơn, dù là có thể so với Viêm Long Tiên Đế, là cảnh giới Tiên Đế đỉnh phong, lúc đang khống chế Xích Hồng Nguyệt, cũng chắc chắn phải dùng chân khí hoặc linh khí. Nhưng bây giờ, toàn thân Triệu Vân Chi quả thật không có năng lượng chuyển động, chứng minh cô ta không phải dùng thực lực để khống chế Xích Hồng Nguyệt. Như vậy, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Mình từng nghe Viêm Long Tiên Đế nói, mẹ của mình có thể chất đặc biệt, có thể dùng sức mạnh tinh thần. Khống chế vạn vật trong thiên hạ, nói ra thì người phụ nữ trước mặt này, lại có vẻ ngoài giống mẹ mình như đúc, chẳng lẽ người này. Bỗng nhiên, Xích Hồng Nguyệt nghĩ đến câu chuyện luân hồi chuyển thế, thân xác vô cùng kích động, suy đoán nói, chẳng lẽ, cô ấy là mẹ của mình ở kiếp trước sao? Mẹ mình luân hồi chuyển thế, trở thành một người bình thường ở trái đất. Cái này, tất nhiên không thể sai được. Hai mắt Xích Hồng Nguyệt hơi ửng hồng, mừng rỡ như điên nhìn Triệu Vân Chi. Tâm trạng cực kỳ hưng phấn, mẹ, mẹ chính là mẹ của con, không ngờ con ở đây lại có thể gặp được mẹ. Cô sao vậy? Triệu Vân Chi phát hiện Xích Hồng Nguyệt có chút không bình thường, ân cần hỏi thăm. Mẹ! Xích Hồng Nguyệt lại ôm lấy Triệu Vân Chi thêm lần nữa, khóc nức nở nói, con nhớ mẹ muốn chết đi được, mẹ. Cô có phải bị chứng dễ quên hả? Vừa rồi cô cũng ôm tôi cũng nói cho cô rồi, tôi không phải mẹ của cô cũng biết tôi không phải mẹ của cô rồi. Tôi định rời khỏi đây, bây giờ sao lại ôm tôi gọi tôi là mẹ chứ, lại rơi vào trạng thái như lúc nãy nữa rồi sao? Triệu Vân Chi dừng một chút, sau đó hình như đã hiểu ra được gì đó, vuốt vuốt đầu của Xích Hồng Nguyệt, thương hại nói, tôi biết, cô bị chứng mất trí nhớ gián tiếp. Đứa trẻ đáng thương, đây đều là bệnh mà người lớn tuổi mới mắc phải, cô tuổi còn nhỏ, sao lại? Triệu Vân Chi thở dài một hơi, sau đó giữ chặt tay Xích Hồng Nguyệt, mở miệng nói, cô gái. Đi theo tôi dẫn cô đi chữa bệnh. Vừa nói, Triệu Vân Chi liền kéo tay Xích Hồng Nguyệt, đi đến hướng chiếc xe sang trọng. Lần này, Xích Hồng Nguyệt cũng không phản kháng, mà lựa chọn làm theo, đi theo Triệu Vân Chi ngồi trong xe. Cô biết mẹ mình cũng không có trí như ô của kiếp trước, ở thế giới này tương đương với người thứ hai. Nhưng Xích Hồng Nguyệt có thể xác định, Triệu Vân Chi chính là mẹ mình chuyển thế. Nói ngắn gọn, cô ấy là mẹ mình. Mà cũng không phải mẹ mình, cái này nhìn thì không biết sao mà có thể nói rõ ràng được. Bây giờ rõ ràng,
Xích Hồng Nguyệt xem Triệu Vân Chi như mẹ ruột mình, đồng ý ở bên cạnh Triệu Vân Chi. Những năm gần đây, cô quá thiếu tình thương của mẹ, bây giờ mẹ mình giang ở trước ấm, Xích Hồng Nguyệt tất nhiên sẽ trân trọng cơ hội hai người ở bên nhau rồi. Thậm chí, Xích Hồng Nguyệt còn định đưa Triệu Vân Chi qua ngoại vực, dùng một số phương pháp đặc thù, để Triệu Vân Chi nhớ đến trí Như Ô của kiếp trước. Kể từ đó, cô ấy sẽ chính thức là mẹ của mình rồi. Còn về ngọn nguồn linh khí, Xích Hồng Nguyệt sở dĩ muốn có được ngọn nguồn linh khí, chính vì để càng trở nên cường đại, từ đó trả thù Viêm Long Tiên Đế nếu như có thể, cô thậm chí muốn giết hại hung thủ năm đó giết mẹ mình, báo thù cho mẹ. Nhưng con đường này, quá gian nan, đầu tiên là ngọn nguồn linh khí, cô sẽ không chắc chắn có được. Cho dù đạt được rồi, nhưng để vượt qua Viêm Long Tiên Đế là cực kỳ khó khăn, chứ đừng đề cập đến chuyện giết cái tên hung thủ kia. Bây giờ, mẹ mình còn sống ngay trước mặt, Xích Hồng Nguyệt có được cơ hội đoàn tụ cùng với mẹ, tất nhiên không đồng ý lại tiếp tục bị những chuyện này giày vò nữa. Vì cái cơ hội này rất mờ mịt, đặt chính mình vào tình cảnh nguy hiểm, đây không phải là phong cách mà Xích Hồng Nguyệt mong muốn. Vì thế, càng nghĩ, Xích Hồng Nguyệt càng quyết định không tham gia linh khí khôi phục nữa, cũng không đi bắt Lý Nguyệt nữa, tự mình chăm sóc mẹ mình, yên ổn vượt qua những ngày linh khí khôi phục là được. Đợi sau khi linh khí khôi phục, Xích Hồng Nguyệt sẽ liên lạc với Viêm Long Tiên Đế, tất nhiên sẽ có cách để trở về ngoại vực rồi. Chỉ cần đến ngoại vực, Xích Hồng Nguyệt có rất nhiều cách, có thể để mẹ mình nhớ lại được kiếp trước. Tô Thương, lần này tôi từ bỏ, thật sự là quá hời cho cậu rồi. Mặc dù cậu từng giam giữ tôi, uy hiếp tôi, nhưng tôi kính trọng con người cậu, tôi thừa nhận cậu có tư cách là đối thủ của tôi. Lần linh khí khôi phục này, nguy cơ trùng trùng. Hy vọng cậu có thể sống sót, chúng ta gặp nhau ở ngoại vực. Xích Hồng Nguyệt thầm nghĩ, sau đó liền phối hợp với Triệu Vân Chi, lấy xe rời khỏi trang viên nhà họ Tô. Sau khi hai người đi không lâu, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại trang viên nhà họ Tô. Người đến, chính Áp Phương Dương Minh. Vốn định qua động phủ Đông Sơn, nhưng ông ấy nhận ra được hành động của Xích Hồng Nguyệt, nên đi theo qua. Các cô ấy, cuối cùng cũng đã gặp nhau. Vương Dương Minh nhìn theo hướng hai người rời đi, lộ ra một nụ cười khổ. Được rồi, để họ đi thôi, thế này cũng tốt, bớt được một chút phiền phức. Từ giờ, mình hoàn toàn có thể toàn tâm toàn ý cho chuyện linh khí khôi phục rồi. Nghĩ đến đây, sắc mặt Vương Dương Minh nghiêm trọng hơn tự lầm bầm, chuyện chung của thiên hạ, chỉ cần một sai lầm, toàn bộ đều bị ảnh hưởng. Lần này, những chuyện mà trăm ngàn năm nay mình sắp xếp, đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Mình nhất định phải thắng. Sau khi nói xong, Vương Dương Minh mặt không cảm xúc, cơ thể trong nháy mắt biến mất, bạt vô âm tín. Chấm chấm chấm. Giờ này phút này. Bóng tối bao trùm khắp nơi, Giang Bắc đêm nay, ánh trăng trốn vào tầng mây, cực kỳ tối tăm. Các cao thủ ẩn núp tại Giang Bắc ở các phương, cũng đều bắt đầu chuyển động, ồn ào đi vào động phủ Đông Sơn, chuẩn bị tìm kiếm cơ duyên. Nhưng cũng có một số cao thủ trái đất. Biết rõ tối nay là kiếp nạn, cũng là cơ duyên. Bọn họ không ảo tưởng cơ duyên thuộc về mình, nên quyết định bước vào tinh không cổ lộ, rời khỏi trái đất. Lúc này, vùng núi Tế Trời, hai ông cháu Thạch Hạo Hãn cùng Thạch Cửu Thiên đứng ở đỉnh núi Thái Sơn, nhìn về phía mây đen dày đặc, một mực trầm mặc không nói. Ông nội, chúng ta phải rời khỏi trái đất ở thời điểm này thật sao? Một lúc lâu sau, Thạch Cửu Thiên bỗng nhiên mở miệng. Khuôn mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Thạch Hạo Hãn gật đầu, vuốt vuốt sợi râu, cũng có chút không cam lòng như thế. Có thể tối nay là thời gian linh khí khôi phục, em họ Tô Thương đã ở Giang Bắc rồi, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta không đi giúp đỡ thì thôi đi, lúc này rời đi, chẳng phải là lâm trận bỏ chạy, làm trò hề cho thiên hạ hay sao? Ai ya, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi, đừng nói là hai người chúng ta. Cho dù là dồn hết sức của núi Thái Sơn, cũng không có cách nào trợ giúp cho Tô Thương. Tô Thương thở dài một hơi nói, nếu chúng ta đi rồi, chỉ khiến cho Tô Thương thêm phiền phức mà thôi. Hơn nữa, đêm nay linh khí khôi phục, không biết có thành công hay không, nếu như thất bại, trái đất bị người ngoại vực khống chế hoàn toàn, vĩnh viễn không thể thoát thân được. Chúng ta đưa theo thiên tài của núi Thái Sơn, rời khỏi trái đất, cũng coi là bảo vệ huyết mạch của trái đất, tương lai một ngày nọ. Khi chúng ta cường đại rồi, tất nhiên là phải trở về. Tô Thương nói tiếp, không chỉ có núi Thái Sơn chúng ta,
mà các ngọn núi nổi tiếng của trái đất, thập đại cổ tộc, đều đã quyết định phải đi rồi, thậm chí đã có không ít người, đã bước lên tinh không cổ lộ vào hai ngày trước rồi. Cửu Thiên, con không nên cảm thấy uất ức, bây giờ rời đi, cũng không mất mặt. Tô Thương khuyên, con đường vì một phút nhất thời, mà mất đi truyền thừa của núi Thái Sơn. Nhưng mà, không có gì mà nhưng hết. Cháu hiểu rồi. Nhìn thấy ông nội nổi giận, Thạch Cửu Thiên mới dẹp bỏ mấy ý nghĩ khác, gật đầu đồng ý, cháu sẽ thông qua pháp trận, đi về núi Côn Luân. Ừm, Thạch Hạo Hãn hài lòng gật đầu, năm đó, vị đại nhân vật thông thiên kia cùng với Vương Dương Minh đã sắp xếp rồi, hy vọng có thể thành công. Cửu Thiên, đi đến ngoại vực rồi, con nhất định phải nâng cao ngọn cờ của núi Thái Sơn, tuyệt đối không thể hủy diệt uy phong của núi Thái Sơn. Thạch Hạo Hãn nghiêm túc nói, vùng núi tế trời chúng ta, đi đến đâu đều phải là tồn tại số một. Ông nội, ông có ý gì chứ, ông không đi ngoại vực cùng cháu sao? Thạch Cửu Thiên dò hỏi. Ông, Thạch Hạo Hãn lắc đầu, lộ ra một nụ cười, sau đó mở miệng nói, ông không đi ngoại vực, ông còn có chuyện phải làm, phải ở lại Thái Sơn. Còn có chuyện phải làm. Nghe nói như thế, Thạch Cửu Thiên lộ ra vẻ nghi ngờ, tò mò nhìn Thạch Hạo Hãn. Đây là một sắp xếp rất lớn. Thạch Hạo Hãn tất nhiên nhìn ra được nghi ngờ của cháu mình, thế là nói, quả thật, cả tòa sơn mạch của vùng núi tế trời chúng ta, có bố trí một trận pháp cường đại. Tòa trận pháp này, đối với chúng ta mà nói, có lẽ vô cùng cường đại, nhưng đối với cảnh giới cao thủ mà nói, chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Thạch Hạo Hãn nói tiếp, có điều, các ngọn núi nổi tiếng của trái đất, ví dụ như vùi núi Thâm Sâu Vân Vụ, vùng núi giữa núi và biển. Núi Nga Mi, núi Bồ Đề, núi Thanh Thành, núi Hoa, tóm lại, hễ là những ngọn núi nổi tiếng, đều được bố trí trận pháp. Một tòa trận pháp đối với cảnh giới cao thủ thì không tạo thành bất kỳ tổn thương gì, nhưng nhiều tòa trận pháp chung một chỗ như vậy, sẽ tạo thành một trận pháp siêu cường đại. Nói đến đây, Thạch Hạo Hãn thoáng có chút kích động, hưng phấn nói, đến lúc đó, dù là mây gió trời đất đột biến, vô số linh khí hội tụ, sẽ bộc phát ra một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng. Nhất định có thể khiến người ngoại vực ở trái đất này, chết không có chỗ chôn. Trận pháp. Các ngọn núi nổi tiếng đều có trận pháp. Thạch Cửu Thiên giật nảy mình, không thể tưởng tượng được mà nói, ông nội, ông đang nói đùa hả, các ngọn núi nổi tiếng cách xa nhau ngàn dặm, ai lại có bản lĩnh lớn như vậy chứ, bố trí ra nhiều trận pháp như vậy, còn có thể kết hợp các trận pháp xuyên với nhau. Vị đại nhân vật thông thiên đó. Thạch Hạo Hãn khẽ cười nói, thật ra, người này con cũng biết. Đó chính là, em họ của con, Tô Thương. Tô Thương. Thạch Cửu Thiên liên tục chấn động, ông nói, Tô Thương là cường giả cấp tiên đế hả? Chuyện này nhắc đến thì khá phức tạp, ông cũng mới biết đây. Thạch Hạo Hãn nghiêm túc nói, tóm lại lần này, phải liều một phen, có thể thành công hay không thì qua đêm nay mới biết được. Cửu Thiên, chuyện ở trái đất, cháu không cần suy nghĩ nhiều, qua ngoại vực đi, ông hy vọng cháu có thể lấy uy danh của Thái Sơn. Truyền khắp mọi ngõ ngách của ngoại vực. Ông nội, ông yên tâm, cháu nhất định sẽ không làm ông thất vọng. Thạch Cửu Thiên nghiến răng nói. Cháu ngoan. Thạch Hạo Hãn nghe được cháu mình cam kết, vuốt vuốt sợi nhau, lộ ra một nụ cười vui mừng, ngay sau đó hai tay bấm quyết. Bù. Ngay lập tức, một tòa trận pháp tại đỉnh núi Thái Sơn hiện ra, là một cảnh cửa ảo ảnh hình chữ nhật, tản ra ánh sáng lộng lẫy. Huyền Thiên Tiên Đế năm đó. Vì để cho người phụ trách của các ngọn núi nổi tiếng mở ra trận pháp, liên hệ chặt chẽ với nhau, nên ở mỗi tòa của những ngọn núi nổi tiếng, đều bố trí truyền tống trận. Thạch Hạo Hãn nhìn cánh cửa ảo ảnh trước mắt, nói tiếp, đã nhiều năm như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mở ra truyền tống trận, Cửu Thiên, cháu đi đi. Ông đoan những thiên tài của những ngọn núi nổi tiếng khác, cũng đang tụ tập ở khắp núi Côn Luân rồi. Vâng, Thạch Cửu Thiên vẫn luôn cung kính gật đầu. Ngay sau đó liền hướng tới cánh cửa tuyển tống trận. Trước khi đi vào tuyển tống trận Thạch Cửu Thiên quay đầu lại lưu luyến, nhìn về phía Thạch Hạo Hãn. Đi đi, Thạch Hạo Hãn cười xua tay nói. Ông nội, sau này gặp lại, cháu nhất định sẽ khiến ông nở mày nở mặt. Thạch Cửu Thiên hứa hẹn, chắp hai tay lại, cúi đầu về phía Thạch Hạo Hãn, ngay sau đó liền dứt khoát bước lên cánh cửa ảo ảnh. Sau khi đợi Thạch Cửu Thiên đi, Thạch Hạo Hãn nhìn thoáng qua hướng 4 giờ khẽ cười nói. Ngọc Yến, đừng trốn nữa, ra đi. Vừa nói xong, liền có một phu nhân khoảng chừng 40 tuổi, bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh núi Thái Sơn. Người phu nhân này,
chính là mẹ của Tô Thương, Thạch Ngọc Yến. Cha, Thạch Ngọc Yến cung kính chào hỏi. Ừm, Thạch Hạo Hãn gật gật đầu, sau đó nói, Ngọc Yến, vừa rồi cha và Thạch Cửu Thiên nói chuyện, con đều nghe được rồi, nên cha không nói lại lần nữa. Con là thiên tài vạn năm khó gặp của núi Thái Sơn, đến Thạch Cửu Thiên cũng không bằng con cũng đi ngoại vực đi. Cha, Thạch Ngọc Yến lắc đầu nói, con phí thời gian nhiều năm như vậy, chân khí toàn thân đều không còn sót lại chút gì, ngoại vực thì con không đi được, con muốn ở lại, cùng Thái Sơn tồn vong. Đừng có lừa cha. Thạch Hạo Hãn lườm nhìn Si, thổi dâu nói, tình hình của con thế nào, cha còn không biết hay sao? Năm đó con không thông suốt khi theo con đường luyện võ, khi trở lại vùng núi Tế Trời, con ở Tư Quá Nhai đã trở thành người tu chân rồi. Thạch Hạo Hãn tiếp tục nói, bây giờ, con chắc là giả đan cửu chuyển rồi nhỉ, đối với người luyện võ mà nói, thực lực vượt qua cha rồi. Quả nhiên không có gì giấu được cha hết, Thạch Ngọc Yến lộ ra một nụ cười. Con đi ngoại vực đi, linh khí khôi phục chữa chắc có thể thành công, đến ngoại vực rồi, con có không gian rộng lớn hơn. Thạch Hạo Hãn khuyên nhủ nói. Thạch Ngọc Yến vẫn lắc đầu, ánh mắt kiên định nói, con trai và con gái của con, và cả chồng con nữa, đều ở đây, tất nhiên con sẽ không rời khỏi trái đất rồi. Tô Thần Binh và Tô Dực Cân, con không cần phải lo lắng, bọn họ đêm nay sẽ dẫn đầu đoàn người rời khỏi trái đất rồi. Thạch Hạo Hãn nói, cha đã tính toán nghiêm túc rồi, nói cho Tô Kiền Khôn, nó tất nhiên sẽ nghiêm túc lựa chọn. Còn về Tô Thương, .con càng không cần phải lo lắng, nó là huyền thiên tiên đế, cái này hôm qua cha đã nói cho con biết rồi. Hôm nay linh khí khôi phục, cũng là nó sắp xếp, nó chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Cha, Thạch Ngọc Yến nghiêm túc nói, con không lừa được cha, thì tương tự cha cũng không lừa được con đâu, con trai Tô Thương của con, hôm nay thấp tử nhất sinh, con sao lại có thể rời đi được chứ? Thế này đi, cha đi ngoại vực, để con mở ra trận pháp của vùng núi Tế Trời, cùng các môn chủ những ngọn núi nổi tiếng khác, cùng sáng lập ra một trận pháp khủng khiếp khác, cha thấy thế nào? Thạch Ngọc Yến dò hỏi. Không được. Ai ngờ, Thạch Hạo Hãn nghe vậy, phản ứng cực kỳ mạnh mẽ, quả quyết từ chối yêu cầu của Thạch Ngọc Yến. Tại sao? Thạch Ngọc Yến giọng điệu bình thản hỏi, dường như bà ấy đã biết cha mình nhất định sẽ từ chối mình. Không có lý do gì cả, chỉ là không được. Thạch Hạo Hãn mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc nói, Ngọc Yến, thiên tư của con là vô song, từ nhỏ đến lớn cha chưa từng cấm cản con chuyện gì, ngay cả chuyện con muốn lấy Tô Thần Binh, cha cũng mắt nhắm, mắt mở cho qua, nếu không con nghĩ là năm đó con thật sự có thể trốn đi được với Tô Thần Binh sao? Còn nữa, các con ở cùng nhau mười mấy năm, dựa vào sức mạnh của vùng đất Tế Trời, có thể không tìm thấy nơi ẩn trốn của tụi con sao? Thạch Hạo Hãn nói tiếp, cha chỉ là muốn chiều theo con, không muốn con cả đời này cũng không hạnh phúc. Còn về chuyện 5 năm trước, cha cưỡng ép bắt con đi, cũng là vì độc tố mà lão độc vật gieo lên người con đã thấm vào xương cốt, chỉ có đem con trở về vùng đất Tế Trời mới có thể nhặt về cái mạng của con. Thạch Hạo Hãn tiếp tục nói, giờ này ngày này, lần này, bất kể thế nào con cũng phải nghe lời cha, nhanh chóng đi đến ngoại vực đi. Con cũng yên tâm đi. Ngay cả khi linh khí không thành công khôi phục lại được thì mấy tên ngoại vực cũng đừng hòng mà chiếm được của hời, các ngọn núi lớn dựa vào liên động trận pháp, các cao thủ cảnh giới tiên đế cùng chiến một trận, cho dù có thất bại thì cũng có năng lực trốn chạy được. Thạch Hạo Hãn tự tin nói. Cha! Thạch Ngọc Yến cũng không dài dòng, thẳng thắn nói, liên động trận pháp mạnh như vậy, nếu như muốn khởi động chắc chắn cũng phải bỏ ra cái giá không hề nhỏ nhỉ. Con nghĩ nhiều rồi, không cần phải bỏ ra cái giá gì cả. Thạch Hạo Hãn né tránh ánh mắt của Thạch Ngọc Yến nói. Cha đừng giả bộ trước mặt con nữa, nếu như không như vậy thì tại sao cha lại không nhường cơ hội khởi động trận pháp cho con chứ? Thạch Ngọc Yến cười nói. Con nhóc này, đúng thật là không thể làm cho người khác yên tâm được mà. Thạch Hạo Hãn có thật giật mình phất phất tay áo. Cha, con đã không còn là cô bé bé bỏng ngày nào nữa rồi, bây giờ con đã là mẹ của hai đứa con, thậm chí con đã làm bà nội nữa rồi kìa. Thạch Ngọc Yến nhìn Thạch Hạo Hãn nghiêm túc nói, cha đừng xem con như đứa bé con nữa, hôm nay cơ hội khởi động trận pháp bất kể là cha có đồng ý hay không thì con nhất định cũng phải làm. Nói xong, Thạch Ngọc Yến bước lên trước một bước, khí tức quanh thân tản ra vô cùng mạnh mẽ, bao phủ toàn bộ nơi đó. Quả nhiên cha không hề nhìn lầm, con đã là giả đan cửu chuyển rồi, cha không đạt đến võ thánh thì quả thực thắng không nổi con.
cảm nhận được khí tức tỏa ra quanh người của Thạch Ngọc Yến, Thạch Hạo Hãn vừa mừng vừa sợ, sau đó lại nghiêm mặt lại nói, nhưng mà, cha là cha ruột của con đang uy hiếp cha sao? Đúng vậy. Thạch Ngọc Yến đáp lại nói, con chính là không muốn để cho cha mạo hiểm, nếu như cha cảm thấy là con đang uy hiếp cha thì cứ cho là như vậy đi. Con, to gan. Thạch Hạo Hãn trừng mắt lên, nghiêm giọng nói, Thạch Ngọc Yến, nếu như con còn xem cha là cha của con, thì cút đi ngay vào cổng truyền tống, đến núi Côn Luân, đi vào tinh không cổ lộ ngay. Thạch Ngọc Yến lắc lắc đầu, cũng không nói gì nhiều nữa, chỉ mở miệng nói một câu, cha, đắc tội rồi. Vừa dứt lời, Thạch Ngọc Yến đột nhiên liền ra tay, một chưởng đánh ra, mang theo uy thế vô cùng khủng bố trực tiếp xông thẳng về phía Thạch Hạo Hãn. Ngọc Yến, con! Thạch Hạo Hãn ngay cả cơ hội để thi triển thần công Thái Sơn cũng không có, cả người bị đẩy vào cổng truyền tống. Cha! Cha sinh ra con, nuôi dưỡng con, bảo vệ con suốt bao năm, hôm nay đến lượt con bảo vệ cho cha rồi. Thạch Ngọc Yến nhìn về cổng truyền tống, khuôn mặt xinh đẹp như ngọc nở một nụ cười, sau đó lại nói, hơn nữa, con trai Tô Thương của con vẫn đang ở trái đất, con không thể bỏ mặc nó được. Trận pháp của vùng đất tế trời, cứ để cho con khởi động, con nguyện cùng sống cùng chết với con của con. Sau khi lẩm bẩm một hồi xong, Thạch Ngọc Yến liền ngồi khoanh chân lại ở trên đỉnh núi Thái Sơn, hai mắt khép lại, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bất kỳ lúc nào cũng có thể khởi động trận pháp. Thạch Ngọc Yến là thiên tài ưu tú nhất của vùng đất tế trời, từ nhỏ đã được nuôi dạy như người sẽ kế thừa vùng đất tế trời. Mà phương pháp để khởi động trận pháp này chỉ có người truyền thừa của núi Thái Sơn mới có tư cách nắm giữ. Cho nên Thạch Ngọc Yến từ năm 18 tuổi đã được Thạch Hạo Hãn đem trận pháp này truyền lại cho bà ấy rồi. Bởi vậy, Thạch Ngọc Yến đương nhiên biết cách để khởi động trận pháp này rồi. Con trai, 5 năm không gặp. Con đã trở thành người tài giỏi nhất trong lòng mọi người rồi, mẹ rất là tự hào về con, hy vọng lần này con cũng sẽ thành công. Thạch Ngọc Yến thầm cầu phúc cho con trai, sau đó liền an tĩnh tâm thức, chuyên tâm tu luyện, dùng trạng thái tốt nhất để nghênh đón nguy cơ sắp tới. Đúng như Thạch Hạo Hãn nói, giờ này phút này, các ngọn núi danh tiếng đã để những đệ tử kiệt xuất nhất đi đến núi Côn Luân. Đương nhiên. Mỗi ngọn núi danh tiếng cũng đã để lại một nhân vật siêu mạnh ở lại để chuẩn bị khởi động trận pháp. Vùng đất giữa núi và biển. Lão nhân Lao Sơn đang ngồi trên mặt biển khơi mênh mông, mặc cho những ngọn sóng cao hơn 3.000 mét cũng không hề đụng vào người ông ấy được. Sống chết rồi cũng tới lúc, chỉ mong núi sông bình yên, trái đất không cần phải luân hồi nữa. Lão nhân Lao Sơn ngẩng đầu lên nhìn về hướng Giang Bắc, tự lẩm bẩm một mình, ánh mắt vô cùng phức tạp. Núi Nga Mi. Từ Thiện Sư Thái cũng đã sắp xếp Triệu Chỉ Nhược đi đến núi Côn Luân, bà ấy cũng đã ở sẵn trong đại điện chờ tín hiệu. Ai mà có thể ngờ, tên nhóc Tô Thương lại chính là vị đại nhân vật thông thiên năm đó, Huyền Thiên Tiên Đế chứ. Năm đó nếu như không có ông ấy chỉ điểm thì mình chắc chắn sẽ không có được thành tựu như bây giờ. Huyền Thiên Tiên Đế thua cược rồi, vì muốn được tiếp tục bảo vệ trái đất mà ông ấy đã không ngần ngại mạo hiểm để đi đầu thai. Dũng khí như vậy đủ để chứng minh bản lĩnh của ông ấy rồi. Từ Thiện Sư Thái thầm nghĩ, nếu như chặn đứng tổn thất có thể ở cùng với ông ấy thì cũng không hẳn là chuyện xấu, chỉ đáng tiếc, sau đêm nay, không biết thế sự sẽ như thế nào đây. Tô Thương, cậu nhất định phải thành công, nếu như linh khí thành công khôi phục lại, người ngoại vực bị ép phải rút lui, thì tôi sẽ đích thân đi tìm Chỉ Nhược, trục xuất nó ra khỏi Nga Mi, thành toàn cho hai người. Khắp mọi nơi trên trái đất, các ngọn núi danh tiếng, cổ tộc, toàn bộ đều đang chuẩn bị cho nhiệm vụ khởi động trận pháp. Cùng lúc đó, Giang Bắc, Đông Sơn, bên ngoài động phủ. Hàng trăm cao thủ tự cho mình thực lực không yếu đang ẩn nấp trong bóng tối sẵn sàng chớp lấy cơ hội và thử vận may. Mấy người này thực lực mạnh nhất cũng chỉ là giả đan cửu chuyển mà thôi, ngay cả Nguyên Anh cũng không có. Mặc dù đối với các đại thế lực mà nói, cũng xem như là một tồn tại vô cùng mạnh rồi. Nhưng giờ này ngày này, bọn họ cũng chỉ là con kiến mà thôi. Khuê Long cũng ở trong đám người đó, ẩn giấu đi thực lực của mình, âm thầm quan sát mọi việc. Trước khi linh khí khôi phục lại mình cuối cùng đã đặt chân lên cảnh giới chuẩn tiên đế rồi, như vậy thì tốt rồi, xác suất cướp được tài nguyên linh khí càng cao hơn một chút rồi. Khuê Long khẽ cười, sau đó thầm nghĩ, nếu như Viêm Long tiên đế thật sự đến trái đất thì có lẽ cũng chỉ là cảnh giới chuẩn tiên đế đỉnh phong mà thôi. Dựa vào thực lực bây giờ của mình,
nếu như muốn trốn thoát thì ông ấy cũng chẳng ngăn cản lại được. Về phần Tô Thương, he he, nếu như cậu ta không đối đầu với mình thì mình cũng sẽ không làm ra chuyện tuyệt tình. Bây giờ cảnh giới của cậu ta không bằng mình, cho dù cậu ta là huyền thiên tiên đế thì sao chứ, xuất phát điểm của mình cao hơn cậu ta, thiên tư cũng không yếu hơn cậu ta. Sau khi linh khí khôi phục, chúng ta cùng nhau tu luyện ở trái đất, thì mình chắc chắn mãi mãi sẽ hơn tay cậu ta. Cậu ta có mối thù với Viên Long Tiên Đế, chúng ta nói không chừng sau này có thể còn liên thủ lại với nhau, cùng chống lại Viêm Long Tiên Đế nữa đó. Nghĩ như vậy, Khuê Long tràn đầy tự tin, chuẩn bị mọi thứ cũng chính là đợi đến ngày linh khí khôi phục lại được khởi động. Nhưng mà... ở một bên khác, Phong Khuê thiếu gia ở cách đó 10 km lại lo lắng không thôi. Bởi vì anh ta mắt nhìn thấy linh khí khôi phục lại sắp được khởi động rồi, nhưng anh ta chỉ có thực lực Nguyên Anh đỉnh phong, căn bản không dám tiến lại gần động phủ Đông Sơn, chỉ dám đứng từ xa quan sát. Nói đến, Phong Khê thiếu gia mới là người khó chịu nhất. Ban đầu, anh ta tưởng rằng, thực lực của mình ở trái đất, thuộc hạng cao thủ, đặc biệt là bản thân còn có được trùy tử kim. Nhưng sau này anh ta mới biết được, bản thân mình chả là cái thá gì hết. Thực lực của Khuê Long, thâm sâu khó đoán, bản thân anh ta dốc hết sức lực, sử dụng trùy tử kim, cũng không thể nào giết đối phó được Khuê Long, lúc sau còn bị Tô Thương nhặt lấy đồ. Như vậy thì cũng cho qua đi, ai ngờ về sau, Tô Thương không nhặt đồ, mà chỉ đơn thuần là thực lực của anh ấy mạnh hơn tên kia. Thậm chí, đến người anh em Thanh Hải bên cạnh anh ấy, cũng là cảnh giới hóa thần. Còn nữa, trước đây không lâu... anh ta muốn sát hại con trai Tô Thương là Tô Tinh Hà, thì đột nhiên xuất hiện một người, sức mạnh lại càng mạnh hơn, chắc chắn là cảnh giới độ kiếp, thậm chí còn có khả năng đặt chân đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Tô Thương quá kinh khủng khiếp, trái đất đáng sợ thật đó. Giờ phút này, Phong Khê thiếu gia có chút kiêng dè, nếu có thể, chắc chắn anh ta sẽ không cướp lấy cơ hội đến trái đất lần này. Nhưng việc đã đến nước này, anh ta chỉ có thể kiên trì. Hoàn thành nhiệm vụ mà Viêm Long Tiên Đế giao cho anh ta. Vừa rồi, Phong Khê thiếu gia đã thông qua đá thông linh, liên lạc với Viêm Long Tiên Đế ở ngoại vực, rồi nói hết mọi chuyện ở trái đất cho Long Viêm Tiên Đế. Sau khi cho Viêm Long Tiên Đế biết những chuyện này, để không làm khó Phong Khê, mà chỉ bảo Phong Khê đứng từ xa quan sát, không cần phải nhúng tay vào việc linh khí khôi phục. Phong Khê thiếu gia vốn dĩ muốn nói, nhưng thực lực của bản thân lại thấp, có tới hay không thì cũng không quan trọng lắm, Phong Khê định hỏi Viêm Long Tiên Đế xem, có thể tránh xa được một chút hay không. Nhưng suy nghĩ từ đó đến nay, thì bản thân anh ta lại không có công trạng gì, sau khi Viêm Long Tiên Đế đến trái đất, liệu có ban thưởng cho mình không? Thế là, sau khi suy nghĩ, Phong Khê thiếu gia vẫn là không nói ra, mà nghe theo Viêm Long Tiên Đế nói, núp ở bên ngoài cách đó 10 dặm. Mau, sắp đến lúc chờ mình rồi, chỉ cần Viêm Long Tiên Đế đến. Nhất định có thể xóa sổ hết nơi này. Khóe miệng Phong Khê thiếu nở một nụ cười, mặt mũi đều tràn trề hy vọng nói, đến lúc đó, tôi có thể cùng với Viêm Long Tiên Đế, khống chế toàn bộ trái đất. Ha ha! Đúng lúc này, bỗng nhiên có một âm thanh truyền tới, Phong Khê, chỉ sợ mong muốn này của anh đã thất bại rồi. Ai đó? Phong Khê thiếu ra giật nảy mình, nụ cười trên mặt liền tắt đi, vội vàng quay người lại. Sau khi phát hiện ra giọng nói đó, Phong Khê thiếu gia thở dài một hơi, giọng lạnh lùng nói, Khuê Long, là anh à, câu vừa nãy anh nói, là có ý gì vậy? Thế còn chưa rõ sao? Khuê Long khoanh tay, khẽ cười nói, ý của tôi, bây giờ tôi sẽ giết anh, chỉ cần anh chết rồi, thì Viêm Long Tiên Đế sẽ không đến trái đất, và anh cũng đừng mượn Viêm Long Tiên Đế làm cái cớ để ra oai với chúng tôi nữa. Ha ha, nực cười, chỉ dựa vào anh. Mà cũng đòi giết tôi á. Phong Khê thiếu gia không hề sợ hãi chút nào, liền tiếp nhận ánh mắt của Khuê Long, khoanh tay khiêu khích nói, Khuê Long, chuyện của mấy ngày trước anh đã quên rồi sao, tôi đã chặt đứt một nửa thân rồng của anh, chậc chậc chậc, trí nhớ của anh kém thật đấy. Khuê Long nghe thấy thế, cũng không tức giận, trên khuôn mặt chỉ nở mỗi một nụ cười lạnh lùng rồi nhìn Phong Khê thiếu gia một cách chăm chú. Nói đi thì cũng nói lại, Khuê Long, vết thương của anh khôi phục rất nhanh. Mấy ngày mà đã khỏi hẳn rồi. Phong Khê thiếu gia cười giễu cợt nói, suýt nữa thì quên mất, anh là thiếu tộc chủ của Long tộc, lần này đến trái đất, chắc trên người có không ít vật chí bảo nhỉ. Khuê Long, chia cho tôi một ít đi, nếu anh cho tôi mấy đồ tốt kia,
đợi đến lúc Viêm Long Tiên Đế đến, tôi có thể suy nghĩ nói mấy câu tốt đẹp về anh ở trước mặt ngài ấy đó. Phong Khê Thiếu Gia nói thêm, nếu không, tôi sẽ nói sự thật, nếu Viêm Long Tiên Đế biết anh có ý phản loạn, chắc chắn anh sẽ chết ngay tức khắc. Ha ha, cảm ơn lòng tốt của anh nhé, nhưng tôi không cần, bây giờ tôi muốn giết anh, còn về sự an nguy của tôi, cũng không cần anh quan tâm. Khuê Long cười nói, anh giết tôi á? Sắc mặt Phong Khê trầm xuống, giọng lạnh lùng nói, Khuê Long, khẩu khí của anh cũng lớn thật đấy. Thực lực của chúng ta cũng không chênh lệch là mấy, cho dù không có chùy tử kim, mà anh muốn giết tôi, thì cũng không thực tế tẹo nào đâu nhỉ. Đó là ngày trước thôi, bây giờ thì khác. Khuê Long khẽ cười một tiếng, sau đó liền phóng ra một luồng khí tức vô cùng kinh khủng, cứ thế mà phóng về phía Phong Khê. Dưới cái uy thế này, sắc mặt của Phong Khê thay đổi rõ rệt, cơ thể không thể nào thay đổi được, đến linh khí cũng không thể sử dụng nổi. Cái gì? Phong Khê vô cùng hoảng sợ, giọng run rẩy nói, Khuê. Khuê Long, anh, sao anh lại mạnh như thế, cảnh giới của anh là gì vậy? Chuẩn Tiên Đế, sơ kỳ. Khuê Long nở nụ cười. Chuẩn Tiên Đế, sao lại là chuẩn đế thế? Mặt mũi Phong Khê tràn đầy sự ngạc nhiên, hoảng sợ nuốt nước miếng, rồi mới kịp phản ứng lại, vội nói gấp, Khuê Long, anh không thể giết tôi được, chẳng mấy chốc mà Viêm Long Tiên Đế sẽ đến trái đất, nếu anh giết tôi, thì sẽ không thể giải thích với ngài ấy được. Nếu anh không giết tôi, thì tôi sẽ phối hợp diễn kịch với anh, tôi sẽ khen ngợi anh ở trước mặt Viêm Long Tiên Đế, để ngài ấy khen thưởng anh. Không cần đâu. Khuê Long lắc đầu, nhìn Phong Khê như nhìn một tên ngốc vậy, khẽ cười nói, Phong Khê, anh thật là ngốc, anh đã bị người khác bán đi rồi mà cũng không biết à. Nể tình anh sắp chết đến nơi rồi, nên tôi sẽ nói sự thật với anh. Khuê Long nói tiếp, thực ra, anh chỉ là một con cờ của Viêm Long Tiên Đế thôi, anh ta đã để lại trong người anh giọt máu của anh ta, và một phần sức lực của linh hồn, thông qua một phương pháp thần bí được che giấu rất kỹ. Cho dù là cảnh giới tiên đế, cũng không dễ dàng phát giác ra. Anh sống, thì sự sắp xếp của Long Viêm, không có hiệu quả nữa, chỉ khi anh chết, thì tình thế sẽ khác. Khuê Long tiếp tục nói, nếu anh chết rồi, thì sức mạnh linh hồn của Viêm Long Tiên Đế, sẽ chiếm lấy cơ thể của anh, hung hòa với máu trong cơ thể, rồi sẽ bộc phát ra sức lực kinh người. Đương nhiên, đây chỉ là một trong những giai đoạn mà thôi, còn điều quan trọng nhất, chính là khi linh khí khôi phục. Trận pháp bảo vệ trái đất sẽ kém đi. Khi đó Viêm Long Tiên Đế sẽ hạ thấp toàn bộ linh hồn của bản thân, rồi sống nhờ trong cơ thể người khác. Khuê Long cười giễu cợt nói, đến lúc đó, ít nhất Viêm Long Tiên Đế cũng sẽ bộc phát ra thực lực của cảnh giới tiên đế sơ kỳ, thậm chí là cảnh giới tiên đế trung kỳ, chắc chắn sẽ vượt qua cả chuẩn tiên đế. Một khi có được thực lực kinh khủng như vậy, thì Viêm Long sẽ tùy tiện giết hại mọi người ở trái đất. Khuê Long nói tiếp, đúng rồi, anh còn nhớ đến Thanh Hải không, anh ta nhận được mệnh lệnh của tiên đế, lúc nào cũng ở bên cạnh anh, lý do là đợi đến thời khắc mấu chốt sẽ giết hại anh đấy. Phong Khê, bây giờ anh đã hiểu ra chưa, trong mắt Viêm Long, anh chỉ là loại tép siêu thôi. Cái gì? Phong Khê nghe thấy vậy, cả người đều ngơ ra, biểu cảm vô cùng phức tạp. Bây giờ linh khí còn chưa khôi phục, nếu bây giờ tôi giết anh, thì Viêm Long tiên đế không thể hạ thấp sức mạnh linh hồn. Nếu dựa vào linh hồn bên trong cơ thể của anh, nhiều nhất anh ta chỉ phát huy được thực lực của cảnh giới chuẩn tiên đế thôi. Khuê Long khẽ cười nói, chuẩn tiên đế thôi mà, cảnh giới này tôi không sợ, nếu có thì sao chứ? Cho nên, Phong Khê, anh đi chết đi suối. Vừa nói xong, Khuê Long bỗng ra tay, trong nháy mắt đã đánh Phong Khê tan tác xác thịt, một cơn mưa máu rơi đầy ở hiện trường, ầm ầm. Đúng lúc đó, những đám mây trên bầu trời chợt thay đổi. Mây đen kéo đến, rồi một đạo thiên thôi ập xuống đất. Ngay sau đó, trên trời cao truyền đến một giọng nói cao vút, vang vọng khắp 9 tầng mây. Ha ha, nghỉ ngơi đã lâu rồi, trái đất, Viêm Long Tiên Đế, tôi đến rồi đây. Viêm Long Tiên Đế, trở lại. Sau khi Phong Khê Thiếu Gia chết, lực lượng linh hồn của Viêm Long Tiên Đế ẩn núp ở trong cơ thể anh ta đã được giải phong. Mà Viêm Long Tiên Đế thì mượn cơ hội này để đến trái đất lần nữa. Trong phút chốc, trời đất thay đổi, trên trời mây đen cuồn cuộn, sấm nổ vang. Đồng thời, thể xác của Phong Khê Thiếu Gia vốn bị Khuê Long đánh cho máu me be bét, giờ phút này lại đang nhanh chóng phục hồi như cũ với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Mấy giây sau,
theo một luồng ánh sáng thoáng qua, thân xác của Phong Khê thiếu gia đã tái tạo thành công, lơ lửng ở giữa không trung, cả người tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chỉ là lúc này Phong Khê đã không phải là Phong Khê thiếu gia nữa rồi, mà là tiên đế chí cao trên 9 tầng trời, Viêm Long tiên đế. Ha ha, trong cơ thể này có máu tươi của bổn đế, cậu chỉ là chuẩn tiên đế mà thôi, làm sao có thể đánh được tiên đế chân chính chứ? Lúc này, Viêm Long tiên đế điều khiển thân thể của Phong Khê thiếu gia dừng lại ở giữa không trung, ánh mắt thì rơi vào trên người Khuê Long, cười lạnh nói, Khuê Long, cậu đúng là to gan, lại dám làm hỏng chuyện tốt của tôi, không sợ tôi tiêu diệt Long tộc, để toàn tộc cậu chết không có chỗ chôn sao? Viêm Long tiên đế, đừng dùng những lời như vậy để uy hiếp tôi, ông nghĩ tôi ngu lắm sao? Khuê Long không sợ chút nào, chủ động nhìn thẳng Viêm Long tiên đế, lạnh nhạt nói, năm đó ông phản bội Long tộc, bị Long tộc chèn ép, cho nên mới hận Long tộc thấu xương. Nếu như ông có thể tiêu diệt Long tộc thì chắc chắn đã làm sớm rồi, đáng tiếc ông lại không làm, chứng tỏ ông đang kiêng dè cái gì đó, không dám hoặc là không thể tiêu diệt Long tộc. Khuê Long nhếch miệng lên, nhẹ nhàng nói, Viêm Long tiên đế, tôi không đoán sai chứ? Không sai. Khuê Long, cậu đúng là thông minh, mạnh hơn cha và ông nội cậu nhiều. Viêm Long tiên đế nghe vậy cũng không nổi giận, mà nghiền ngẫm cười nói, thiên phú tu luyện của cậu cũng rất tốt, chỉ đứng sau bổn đế. Bổn đế giữ cậu ở bên cạnh chính là muốn để cậu làm việc cho tôi, bây giờ nhìn lại, là tôi dẫn sói vào nhà rồi. Bây giờ hối hận thì đã quá muộn. Khuê Long đưa mắt nhìn Viêm Long tiên đế, nghiêm túc nói, bây giờ tôi đã tăng lên đến chuẩn tiên đế, nhờ có bảo vật của Long tộc, tôi có thể phát huy thực lực ra chuẩn tiên đế đỉnh phong. Mặc dù vẫn không phải là đối thủ của ông, tôi cũng chắn chắn mình có thể chạy trốn được, ông không làm gì được tôi. Khuê Long nói tiếp, còn về khế ước chủ tớ giữa ông và tôi, ha ha ha, nơi này là trái đất, hơn nữa bây giờ ông cũng không phải là Viêm Long tiên đế chân chính, ông không có cách nào lợi dụng khế ước chủ tớ để áp chế tôi ở trái đất. Phân tích rất đúng. Viêm Long tiên đế cười nói, cho nên Khuê Long, cậu cứ rời đi đi, hôm nay tôi cũng sẽ không làm khó cậu. Nhưng nếu chậm trễ thì đừng trách tôi không quan tâm đến tình cảm cùng tộc. Không cần ông nhắc nhở tôi, còn nữa, ông đã bị trục xuất khỏi Long tộc, sao ông và tôi có thể tính là cùng tộc được? Khuê Long không hề sợ hãi nhìn thẳng Viêm Long tiên đế, cười lạnh nói, Viêm Long tiên đế, bây giờ còn chưa đến lúc linh khí thức tỉnh, Hỗn Nguyên vô cực trận bảo vệ trái đất vẫn chưa đến lúc yếu nhất, tất cả lực lượng linh hồn của ông không có cách nào xuyên qua trận pháp bảo vệ trái đất hạ xuống chỗ này. Tôi vốn tưởng rằng nếu xóa bỏ được Phong Khê thì ông sẽ không đến trái đất nữa, nếu không cái mất sẽ nhiều hơn cái được. Khuê Long tiếp tục nói, dựa theo lẽ thường, sau khi tôi phá hỏng thân xác của Phong Khê thiếu gia, linh hồn của ông ẩn nấp trong cơ thể anh ta chắc chắn sẽ đi ra. Nhưng lựa chọn tốt nhất của ông nên là nhanh chóng thoát đi, ẩn nấp, chờ Viêm Long tiên đế đến lại tiến hành dung hợp, hoặc là trực tiếp thử nghiệm từ trong ra ngoài, phá hủy Hỗn Nguyên vô cực trận để trở lại ngoại vực. Khuê Long cau mày nói, nhưng vì sao ông cứ tiếp tục kiên trì khống chế cơ thể của Phong Khê thiếu gia trong tay? Ha ha! Viêm Long tiên đế khẽ cười nói, bổn đế làm như vậy đương nhiên là có lý do của bổn đế, cần gì phải nói cho cậu? Khuê Long, 10 giây sau, nếu cậu còn không chịu rời đi, tôi sẽ đích thân đưa cậu đi. Khuê Long bỗng nhiên thu hồi nụ cười, trầm giọng nói, mặc dù có lẽ tôi không có cách nào giữ ông lại. Nhưng muốn đánh ông bị thương nặng thì không khó lắm, chỉ là hơi tốn công sức thôi. Sau khi nghe được lời uy hiếp của Viêm Long tiên đế, Khuê Long cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng đưa ra quyết định. Viêm Long tiên đế, ông đừng nên đắc ý, cường giả ở trái đất nhiều như rừng, Huyền Thiên tiên đế Tô Thương đã bày mưu lập kế, có cách đối phó với ông, chưa chắc ông đã có thể ngăn cản được linh khí thức tỉnh đâu. Khuê Long hơi híp mắt, để lại một câu nói rồi bóng người lập tức biến mất tại chỗ. Nhưng anh ta không rời khỏi Đông Sơn thật, mà chỉ giữ vững một khoảng cách an toàn mà thôi. Ở khoảng cách này, nếu như Viêm Long tiên đế đến giết, anh ta có thể an toàn rút lui, đồng thời còn có thể chú ý đến biến hóa xung quanh động phủ. Vừa rồi Khuê Long nói Tô Thương có cách đối phó là đang uy hiếp Viêm Long tiên đế, cũng là đang nhắc nhở Viêm Long tiên đế, để Viêm Long tiên đế tránh trúng kế. Bây giờ... Mặc dù Khuê Long không biết đến sự tồn tại của hai vị chuẩn tiên đế là Bạch Khởi và Tô Vô Kỵ, nhưng Tô Thương không sợ hãi, rõ ràng là đã sớm chuẩn bị.
Nếu như Viêm Long Tiên Đế bị Tô Thương dùng âm mưu quỷ kế dễ dàng bắt lại, vậy không phải là mình sẽ không có cơ hội cướp lấy căn nguyên linh khí sao? Trai cò đánh nhau, ngư ông mới có thể đắc lợi. Bây giờ Khuê Long muốn làm ngư ông, cho nên mới nhắc nhở Viêm Long Tiên Đế để phòng Tô Thương. Tốt nhất là lấy thực lực của hai bên đánh đến mức cả hai đều thiệt, đến lúc đó mình sẽ xuất hiện, nhẹ nhàng xử lý nốt chuyện sau cùng, cướp đi căn nguyên linh khí. Ha ha, vật nhỏ, chơi mưu mô ở trước mặt tôi, cậu còn chưa đủ tư cách. Chỉ sợ làm cậu thất vọng rồi, hôm nay bổn đế chắc chắn sẽ nghiền áp khắp nơi, ngăn cản linh khí thức tỉnh, càn quét trái đất. Đương nhiên Viêm Long Tiên Đế có thể nhận ra được Khuê Long chưa đi xa, thậm chí còn đoán được đại khái Khuê Long muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi. Nhưng mà, Viêm Long Tiên Đế cũng không vạch trần, ngầm thừa nhận Khuê Long ẩn núp trong bóng tối, bởi vì ông ta có đủ tự tin, tối nay nhất định mình có thể nắm tình hình trong tay. Huyền Thiên Tiên Đế, không biết hơn 100 năm không gặp, bây giờ cậu như thế nào rồi? Còn có Tô Vô Kỵ, ha ha, năm đó ông thất bại bởi tôi. Tôi mở một con mắt nhắm một con mắt chính là muốn nhìn xem trăm năm sau, ông đã phá vỡ quy tắc trời đất còn có thể có thành tựu như thế nào. Viêm Long Tiên Đế nhếch miệng lên, ngay sau đó liền chắp tay ra sau lưng, sải bước đi vào động phủ. Người này là ai, linh khí còn chưa thức tỉnh mà ông ta đã dám nghênh ngang bước vào, không sợ chết ở bên trong sao? Theo tôi biết, Minh Chủ Võ Lâm Tô Thương đã tiến vào động phủ, ở bên trong yên lặng chờ linh khí thức tỉnh. Mấy ngày trước Tô Thương càn quét cường giả ngoại vực ở dưới núi Cựu Phong, sao người vừa rồi lại dám vào động phủ? Không biết, nhưng có một điều rất rõ ràng, không phải ông ta muốn tìm cái chết, mà là rất tự tin, nhìn dáng vẻ của ông ta cũng không giống người tự tìm cái chết, tôi thiên về nghĩ ông ta tự tin hơn. Đông đảo cao thủ trái đất nấp ở bên ngoài động phủ đưa mắt nhìn Viêm Long Tiên Đế tiến vào động phủ, lập tức nghị luận ầm ĩ. Ở trong mắt Viêm Long Tiên Đế, những người đó cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi, sao ông ta có thể để ý đến đám kiến hôi chứ? Mấy giây sau, Viêm Long Tiên Đế đã đi sâu vào động phủ, lại phát hiện ra sự tồn tại của 108 sát trận. Bây giờ, bởi vì Viêm Long Tiên Đế chỉ có một phần lực lượng linh hồn và một ít máu tươi của đế cảnh, cho nên sức mạnh có thể bộc phát ra sẽ không vượt qua đế cảnh, mà chỉ là chuẩn tiên đế đỉnh phong thôi. 108 sát trận này bình thường hoàn toàn có thể nhốt được Viêm Long Tiên Đế. Nhưng rất đáng tiếc, Viêm Long Tiên Đế hiểu biết về trận pháp, cho nên cũng không tùy tiện xông vào. Thú vị, 108 sát trận, trận pháp liên hoàn, không hổ là Huyền Thiên Tiên Đế. Viêm Long Tiên Đế cười lạnh, sau đó nói, nhưng đối với tôi mà nói, đây chỉ là thùng rỗng kêu to thôi. Vừa dứt lời, Viêm Long Tiên Đế liền khép hờ hai mắt, hai tay tạo quyết, bắn hai luồng ánh sáng về phía trước. Một giây sau, trận pháp phía trước bỗng nhiên chuyển động, giống như một cái miệng lớn đang chờ con mồi tiến vào. Viêm Long Tiên Đế lại có hiểu biết rất sâu về sự huyền diệu của trận pháp, đương nhiên sẽ không ngu ngốc đi vào, mà bóng người lóe lên, tránh được sát trận sắp khởi động. Cứ như vậy, Viêm Long Tiên Đế đi từng bước, tránh được từng sát trận, chậm rãi đi vào chỗ sâu nhất trong động phủ. Cùng lúc đó, Tô Thương đang ngồi xếp bằng cảm nhận được sự khác thường ở bên ngoài thì đột nhiên mở mắt ra, cảnh giác nói có người tiến vào. Cùng lúc đó, Tô Vô Kỵ, Bạch Khởi lần lượt đề cao tinh thần, bày trận mà đợi. Sư phụ, người có nhầm không, con đâu có nhận ra được có người đến. Tô Vô Kỵ nghi ngờ nói. Người đó rất mạnh, lại cố gắng ẩn giấu khí tức, nếu không phải người đó chạm vào trận pháp thì ta cũng không phát hiện được. Tô Thương nói. Chạm vào trận pháp. Vậy thì dễ làm rồi. Tô Vô Kỵ nghe thấy vậy thì mở miệng nói, một khi xông vào 108 sát trận, cho dù là đế cảnh cũng đừng hòng được yên ổn. Tài năng về trận pháp của kẻ đó rất cao, hơn nữa còn tránh được từng trận pháp một cách hoàn hảo. Tô Thương nghiêm túc nói, người đó chạm vào trận pháp chỉ để xác định vị trí của trận pháp mà thôi, người này không đơn giản, chắc chắn là sâu không lường được. Hơn nữa, ta thấy khí tức của người này rất quen. Nếu như quả không có gì bất ngờ xảy ra, người đó chắc là Viêm Long Tiên Đế. Tô Thương bổ sung. Cái gì? Tô Vô Kỵ vô cùng khiếp sợ, hỏi lại như để xác nhận, người nói là Viêm Long Tiên Đế tới. Ừ, là ông ta. Tô Thương gật đầu một cái. Viêm Long Tiên Đế. Lấy được câu trả lời xác định, Tô Vô Kỵ cắn răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, con và ông ta từng có duyên gặp nhau mấy lần,
nếu không phải ông ta từng bước ép sát, sao còn phải trốn tránh 100 năm chứ? Hôm nay ông ta tới rất đúng lúc, con đã đặt chân đến chuẩn tiên đế đỉnh phong, để xem giữa con và ông ta còn có bao nhiêu chênh lệch. Tô Vô Kỵ tự tin nói. Viêm Long tiên đế, chỉ là một tên rác rưởi mà thôi. Bạch Khởi bên cạnh khinh thường nói, trước kia lúc Tổ Long bệ hạ ở trái đất, ông ta còn chẳng có dũng khí để đến trái đất nữa là. Sau khi Tổ Long bệ hạ phá rách hư không rời đi, ông ta mới dám ngông nghênh ở trái đất, trên núi không có hổ, con khí liền tự xưng là đại vương mà, đúng là nực cười. Trong những năm kia, tôi phụng lệnh của Tổ Long bệ hạ, tạm tránh né sóng gió, lựa chọn bế quan chứ không đối đầu với Viêm Long tiên đế, bây giờ tôi muốn nhìn xem người nhăm nhe trái đất 2000 năm rốt cuộc có tài nghệ gì. Bạch Khởi và Tô Vô Kỵ đều cực kỳ có ý chí chiến đấu, cũng không bởi vì đối phương là Viêm Long tiên đế mà sinh lòng sợ hãi. Ha ha! Hai người, một kẻ còn không được tính là bại tướng dưới tay tôi, một kẻ khác thì sợ bổn đế đến mức bế quan không ra. Ngay lúc này, ánh sáng chợt lóe, Viêm Long tiên đế bỗng nhiên xuất hiện, lạnh lùng cười nói, ai cũng có tư cách khinh bỉ bổn đế, chỉ có hai người, dựa vào cái gì chứ? Phong Khê thiếu gia, Viêm Long tiên đế, Tô Vô Kỵ và Bạch Khởi nhìn thấy khuôn mặt của người tới thì có chút nghi ngờ. Đó không phải Phong Khê thiếu gia, đã có người xóa sổ Phong Khê trước thời hạn, khiến hồn phách ẩn nấp trong cơ thể Phong Khê tiếp quản thân xác. Tô Thương lập tức nhận ra, sắc mặt nghiêm túc nói, bây giờ ông ta là Viêm Long tiên đế. Thì ra là như vậy. Tô Vô Kỵ và Bạch Khởi bừng tỉnh hiểu ra, bọn họ cũng biết chuyện này, cho nên lúc trước mới cố gắng không giết Phong Khê thiếu gia. Sau khi dừng lại mấy giây, Tô Vô Kỵ mở miệng nói, thật ra thì xóa sổ Phong Khê trước thời hạn có khi cũng là một phương pháp hay. Bởi vì lúc đó chắc chắn Viêm Long tiên đế sẽ đến trái đất, nhưng không có cách nào đến bằng trạng thái mạnh nhất, với sức mạnh của mấy người chúng ta hoàn toàn có thể chống lại. Không sai. Bạch Khởi cũng gật đầu nói, tôi thấy ông ta cũng là chuẩn tiên đế đỉnh phong giống ta, cảnh giới giống nhau cũng rất dễ đánh, huống chi chúng ta người đông thế mạnh. Giết Phong Khê thiếu gia trước sẽ có thể tránh được tình huống Viêm Long tiên đế lấy trạng thái mạnh nhất đến đây. Bạch Khởi bổ sung một câu. Tô Thương gật đầu, công nhận nói, hai người nói có lý, chỉ là hơi có lời cho Viêm Long tiên đế thôi. Tôi đã chuẩn bị xong chiêu sau, vốn dĩ có thể mượn cơ hội này để giữ Viêm Long tiên đế vĩnh ở trái đất mãi mãi, nhưng bây giờ xem ra kế hoạch này không thực hiện được rồi. Tô Thương bình thản nói, cũng không dùng linh hồn truyền âm. Bởi vì anh muốn để Viêm Long tiên đế nghe được, tốt nhất là khiến ông ta cảm thấy lo sợ. Ha ha, Huyền Thiên tiên đế. Thôi. Tôi vẫn nên gọi cậu là Tô Thương đi, bây giờ cậu chỉ là hóa thần đỉnh phong, còn chưa có tư cách để xưng đế. Viêm Long tiên đế nghiền ngẫm cười nói, Tô Thương, trong ba người các cậu, cậu là người có thực lực yếu nhất, nhưng lại ăn to nói lớn nhất. Nếu bổn đế lấy đế cảnh đến trái đất, mấy người còn có sức lực phản kháng sao? Đương nhiên là có, Tô Thương nhẹ nhàng nói. Hừ, nực cười. Viêm Long tiên đế trầm giọng nói, linh khí thức tỉnh sắp bắt đầu. Tôi không muốn nói nhiều với mấy người, bây giờ mấy người nơi này, ai nấy cũng đều phải chết. Tất cả người muốn thúc đẩy linh khí thức tỉnh đều phải chết, không có ai là ngoại lệ. Vừa nói Viêm Long tiên đế vừa điều động linh khí, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tô Thương. Tô Thương vẫn không có hành động gì, cũng không sợ hãi chút nào. Mặc dù bây giờ cảnh giới của anh còn thấp, 108 sát trận không làm gì được Viêm Long tiên đế tinh thông trận pháp. Nhưng bên cạnh anh có ông cố Tô Vô Kỵ, sát thần Bạch Khởi, còn có Tô Du Du lợi hại hơn, có cái gì phải lo lắng chứ? Sư phụ, để con đánh với ông ta. Bệ hạ, thuộc hạ cũng xin đánh. Tô Vô Kỵ và Bạch Khởi thấy một màn này thì lần lượt xin phép Tô Thương. Sau khi được Tô Thương cho phép, Tô Vô Kỵ và Bạch Khởi liền thể hiện ra hết những chiêu thức mạnh mẽ của mình, lao về phía Viêm Long tiên đế. Ha ha! Hai con kiến hôi mà còn dám ảo tưởng làm trăng sáng rung chuyển. Ánh mắt Viêm Long tiên đế lạnh lẽo, liên tục cười lạnh, sau đó tung người nghênh đón. Sau đó ba người đã mở ra một cuộc chiến của cảnh giới chuẩn tiên đế kinh thiên động địa ở trong động phủ. May mà Tô Thương đã mở ra trận pháp ẩn giấu, xung quanh đã là sa mạc hoang vu, nếu không chắc chắn động phủ sẽ không chịu nổi cuộc chiến của ba người bọn họ. Bây giờ Viêm Long tiên đế chỉ là cảnh giới chuẩn tiên đế đỉnh phong, mà Tô Vô Kỵ và Bạch Khởi đều ở cảnh giới này.
Đồng thời, cho dù là Tô Vô Kỵ hay là Bạch Khởi thì đều không phải là hạng người bình thường, hai người đều có thủ đoạn rất mạnh mẽ. Tô Vô Kỵ tu luyện công pháp tuyệt thế, nhất niệm thần ma, xem như có được thân xác bất tử, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ một mình ông ấy cũng đã có thể nghiền ép đa số chuẩn tiên đế đỉnh phong, thậm chí còn không thèm để một số chuẩn tiên đế đỉnh phong vào mắt. Về phần Bạch Khởi cũng vô cùng đáng sợ, dù sao ông ta đã từng là phụ tá đắc lực của Tổ Long Bệ Hạ thời kỳ Tiền Tần, danh tiếng sát thần cũng không phải giả vờ. Không khoa trương chút nào, có lẽ sẽ thực lực chân chính của Bạch Khởi sẽ yếu hơn Tô Vô Kỵ một chút, nhưng cũng vô cùng kinh khủng. Nhưng mà, hai người như vậy hợp lực lại vẫn không có cách nào chiếm được ưu thế trước Viêm Long Tiên Đế, thậm chí Viêm Long Tiên Đế còn có vẻ đang chiếm lợi thế. Nếu nhìn qua thì có vẻ rất không hợp lý, nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút sẽ có thể hiểu được. Dù sao Viêm Long Tiên Đế cũng là đế cảnh chân chính, lại gần như không hề có đối thủ trong đế cảnh, vang danh ở ngoại vực rất nhiều năm rồi. Cảm ngộ về cảnh giới và một vài thủ đoạn của ông ta đã vượt xa chuẩn tiên đế đỉnh phong, cho nên ông ta mới có thể lấy được quả áp chế trong cuộc chiến. Mà Tô Vô Kỵ và Bạch Khởi đều chưa đạt tới đế cảnh chân chính, không có cảm ngộ của đế cảnh, vì vậy mới hơi thiệt thòi. Nhưng lần này Viêm Long Tiên Đế lấy lực lượng linh hồn dung hợp với máu tươi, mượn thân xác của Phong Khê thiếu gia để sống lại, cũng không có bảo vật bản mệnh, nếu không cho dù Tô Vô Kỵ và Bạch Khởi có hợp sức, chỉ sợ cũng rất khó chịu được 200 hiệp trong tay ông ta. Bây giờ vẫn còn may, mặc dù Viêm Long Tiên Đế đang chiếm một chút ưu thế, nhưng cũng không rõ ràng, Tô Vô Kỵ và Bạch Khởi đồng tâm hiệp lực vẫn có thể chống đỡ được. Nếu cứ phát triển như thế này, chắc chắn sẽ không thể phân thắng bại chỉ trong mấy ngày được. Cha ơi, để con đi giúp hai người cao tổ phụ đi, đánh ngã tên bại hoại kia. Lúc này, giọng nói non nớt đáng yêu của Tô Du Du vang lên. Tô Du Du ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tô Thương, trên người cũng không mặc thâm hải chi lam. Ẩn giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ mới là chân lý thủ thắng. Cho nên lúc trước, Tô Thương đã bảo Tô Du Du cất thâm hải chi lam đi, đổi thành quần áo bình thường. Kể từ đó, không ai sẽ chú ý tới sự tồn tại của Tô Du Du, một cô bé mấy tuổi mà thôi, ai cũng sẽ không để cô bé vào trong mắt. Đợi đến lúc quan trọng mới để Tô Du Du mặc thâm hải chi lam lên, sẽ có thể trực tiếp tăng cấp đến đế cảnh chân chính, khiến mọi người phải chấn động, chắc chắn sẽ có tác dụng kỳ diệu. Không cần, Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, Du Du, bây giờ điều con phải làm chính là che giấu mình, giữ vững thực lực. Nếu như chúng ta có thể giải quyết, con cũng không cần ra tay nữa, nhưng nếu chúng ta không giải quyết được con hãy thay thâm hải chi lam. Tô Thương dùng giọng điệu dạy dỗ nói, Du Du, con hãy nhớ kỹ, muốn sống được lâu thì đầu tiên phải hiểu được cách ẩn giấu thực lực. Một con hổ có thể ăn được gà, nhưng lại không có cách nào ăn được phượng hoàng ngụy trang thành gà, nếu con hổ ra tay sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Tô Thương tiếp tục nói, bây giờ con chính là phượng hoàng, con cũng không biết đêm nay sẽ gặp phải nguy hiểm gì, cho nên ngụy trang thành gà nhỏ yếu mới là lựa chọn tốt nhất. Du Du hiểu rồi. Tô Du Du đã nghe hiểu được lời của Tô Thương, bừng tỉnh gật đầu. Cũng bởi vì sự dạy dỗ của Tô Thương đêm nay mới khiến không lâu sau đó ở ngoại vực xuất hiện một lão lục cuối cùng, len lỏi qua các tinh vực lớn, khiến cường giả ngoại vực thẹn quá hóa giận nhưng lại không thể làm gì. Sau khi dạy dỗ con gái xong, ánh mắt của Tô Thương lại rơi vào cuộc chiến nơi xa. Giờ phút này, Tô Vô Kỵ đã sử dụng công pháp vô ngã, tóc nửa trắng nửa đen, linh khí quanh người cũng xen kẽ trắng đen. Khí thế ngập trời tạo ra bão cát khiến người ta sợ hãi. Một bên khác, Bạch Khởi cầm chí bảo bản mệnh kích phá thiên trong tay, trên người hiện đầy huyết khí, mỗi khi ra tay đều vô cùng mạnh mẽ cứ như muốn xé rách cả bầu trời, cực kỳ hung tàn. Hai người một trái một phải tạo áp lực cho Viêm Long Tiên Đế với khí thế oai hùng. Mặc dù Viêm Long Tiên Đế có thể hóa giải, nhưng cũng không hề dễ dàng, bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Không tồi không tồi. Viêm Long Tiên Đế vừa ra tay chống lại vừa nói, công pháp vô ngã, hóa ra năm đó Huyền Thiên Tiên Đế đã truyền thụ quyển công pháp này cho ông. Ông cũng thật to gan, dám tu luyện công pháp vô ngã mà lại không chia ra thân thể thứ hai, một thể hai thu, nhất niệm thần ma, suy nghĩ không tồi. Viêm Long Tiên Đế cười lạnh nói, đáng tiếc, ông làm như vậy khi chưa được trời đất cho phép, phá vỡ sự cân bằng của người tu chân, cuối cùng sẽ phải chịu hình phạt của trời đất. Khó trách lúc trước ông lại liều lĩnh bỏ qua tháp hư không,
lấy sức mạnh bản thân để chống lại điềm rủi, hóa ra là ông không còn cách nào khác, chỉ có thể kiên trì. Bởi vì điềm rủi mà tôi phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới mang tới chính là ý niệm của trời đất, lúc trước ông quá yếu nên nó không thể cảm nhận được, đợi đến khi ông đặt chân đến cảnh giới Nguyên Anh, dù có bảo vật như tháp hư không bảo vệ thì vẫn sẽ bị điềm rủi thiên đạo áp chế. Viêm Long Tiên Đế bổ sung. Thì sao chứ? Tô Vô Kỳ ở giữa thần ma, khí thế mênh mông, vô cùng bá đạo nói, nếu như trời chống lại tôi sẽ chống lại trời. Đúng là có khí phách. Viêm Long Tiên Đế nghiền ngẫm cười nói, đúng là ông cũng đã làm được, chống chọi được lại điềm rủi, đặt chân đến cảnh giới Nguyên Anh, trăm năm sau tăng lên thành chuẩn Tiên Đế đỉnh phong, tốc độ tu luyện khiến người ta phải chấn động. Nhưng mà rất đáng tiếc, ông vẫn không phải là đối thủ của tôi. Người từng đến đế cảnh thực thụ sẽ đứng ở một độ cao khác hoàn toàn với chuẩn tiên đế. Viêm Long Tiên Đế tự tin nói, tôi đối phó với hai người đúng là một sự đả kích. Đả kích? Bạch Khởi nghe vậy thì lạnh lùng nói, Viêm Long Tiên Đế, ông đang khoác lác cái gì vậy? Nếu ông mạnh như thế thì vì sao vẫn bị hai người chúng tôi đánh túi bụi chứ? Bản đế chỉ muốn nhìn thực lực của hai người mà thôi, bây giờ thấy rồi, hai người cưỡng có tư cách làm đối thủ của tôi. Viêm Long Tiên Đế nhìn về phía Bạch Khởi, hỏi, Bạch Khởi, ông là trợ thủ đắc lực dưới tay Tổ Long đúng không? Đúng, Bạch Khởi lạnh lùng nói, ông còn biết đến Tổ Long bệ hạ, ha ha, lúc ngài ấy còn sống, ông còn chẳng có dũng khí để ý đến trái đất. Tổ Long là người vô địch trong số những người dưới đế cảnh, khi đó ông thì được tính là cái thá gì chứ, chỉ là đề vô dụng mà thôi. Tổ Long đúng là rất mạnh, ông nói không sai. Cũng đúng là bởi vì tôi kiêng kỵ cậu ta cho nên mới không ra tay với trái đất. Viêm Long Tiên Đế khẽ cười nói, nhưng mà thời đại của Tề Long đã qua, bây giờ là thời đại của Viêm Long Tiên Đế tôi, cuối cùng trái đất sẽ bị tôi thống trị thôi. Si tâm vọng tưởng, muốn chiếm lĩnh trái đất thì phải hỏi Kích Phá Thiên trong tay tôi có đồng ý không đã. Bạch Khởi nắm chặt Kích Phá Thiên, uy thế ngập trời. Kích Phá Thiên, đây là Tổ Long Pháp bảo Tổ Long luyện chế cho ông đúng không? Ông bế quan 2.000 năm dưới đất, chắc là đang hấp thu lực lượng vong linh ở dưới mặt đất, khiến Kích Phá Thiên mạnh hơn. Viêm Long Tiên Đế nhìn về phía Bạch Khởi, cười nói, tôi không đoán sai chứ. Bạch Khởi giật mình trong lòng, nhìn Viêm Long Tiên Đế, hỏi, làm sao ông biết được? Ha ha! Viêm Long Tiên Đế lắc đầu, sau đó nói, điều này không cần thiết nói cho ông biết, người sắp chết thì cứ ngoan ngoãn xuống địa ngục đi. Vừa dứt lời. Viêm Long Tiên Đế bỗng nhiên ra tay, liên tục tấn công mạnh mẽ về phía Bạch Khởi và Tô Vô Kỳ, tiếng rồng kêu không ngừng vang lên xung quanh. Viêm Long Tiên Đế vốn dĩ bị đánh túi bụi, giờ phút này lại giống như biến thành người khác, hoàn toàn nghiền ép Tô Vô Kỳ và Bạch Khởi. Đừng nên khinh thường, vừa rồi ông ta ẩn giấu thực lực. Cùng là chuẩn Tiên Đế đỉnh phong, ông ta lại có được sức mạnh đáng sợ như vậy, xem ra con đường đến chuẩn Tiên Đế của mình còn rất xa. Bạch Khởi và Tô Vô Kỳ nói với nhau một câu, sau đó hợp tác, lại đón đầu Viêm Long Tiên Đế lần nữa. Sau đó ba người tiếp tục đánh nhau, nhưng tình hình chiến đấu đã hoàn toàn khác trước. Bây giờ là một mình Viêm Long Tiên Đế nghiền ép, Tô Vô Kỳ và Bạch Khởi sử dụng hết tất cả tài năng nhưng vẫn liên tục thất bại. Hai người bọn họ vẫn có sức đánh trả, nhưng vô cùng miễn cưỡng, vốn dĩ mấy ngày mấy đêm nay đều phân không ra thắng bại. Nhưng bây giờ xem ra Tô Vô Kỳ và Bạch Khởi chắc chắn sẽ thất bại trong vòng mấy trăm hiệp nữa. Ông Cố và Bạch Khởi đều là người nổi bật, có thể lĩnh ngộ được sự ảo diệu của đế cảnh chân chính, nhưng Viêm Long Tiên Đế thật sự có thể nghiền ép người cùng cảnh giới, không trách bọn họ được. Tô Thương thấy cảnh này thì cảm thán một tiếng, nhưng không hề tỏ ra lo lắng, bởi vì anh còn có một con át chủ bài vẫn chưa sử dụng. Nghĩ tới đây, Tô Thương nhìn về phía bên cạnh Tô Du Du, cười dò hỏi, Du Du. Con cảm thấy bây giờ đã đến lúc con ra sân chưa? Tô Du Du lắc đầu, sau đó nói, vẫn chưa, chờ một chút nữa. Vì sao? Tô Thương nở nụ cười hỏi. Hai người cao tổ phụ vẫn chưa bị thương, còn có thể đánh tiếp, đợi đến khi bọn họ không kiên trì nổi nữa mới đến lượt con. Tô Du Du phân tích, đến lúc đó, chắc chắn tên bại hoại kia sẽ cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, sẽ lơ là, con ra tay đánh lén mới có hiệu quả gấp bội. Cha ơi, con có nói đúng không? Đúng, thật sự là quá đúng. Tô Thương vuốt đầu nhỏ của Tô Du Du, vẻ mặt tán thưởng nói, không hổ là con gái của cha,
cha mới chỉ tùy tiện dạy bảo một chút mà con đã có thể nắm giữ được sự ảo diệu trong đó rồi, ha ha ha. Cảm ơn cha đã khen ngợi. Trong lòng Tô Du Du vô cùng vui vẻ, đôi mắt nhỏ đen láy cong thành hình trăng lưỡi liềm. Hả? Tô Thương đang nói chuyện với Tô Du Du thì bỗng nhiên phát hiện ra lại có người xông vào. Người tới cũng không ẩn giấu thực lực, chuẩn tiên đế đỉnh phong, khí tức quanh người như vực sâu như biển lớn, cầm trong tay một quyển sách cổ, đang nhanh chóng đi tới. Chuẩn tiên đế? Là người từ ngoại vực hay là chuẩn tiên đế ở trái đất? Tô Thương nhíu mày, đột nhiên có chút đắn đo, nhưng cũng không vội mở trận pháp. 108 sát trận có thể mở ra bất cứ lúc nào, chỉ cần đối phương tiến vào trong trận thì sẽ không chạy thoát được. Giờ phút này hiển nhiên chuẩn tiên đế đỉnh phong đang xâm nhập không hiểu rõ về trận pháp, vẫn luôn ở trong trận pháp. Chỉ là Tô Thương nắm trận pháp trong tay nhưng không mở ra mà thôi, anh muốn dẫn người kia vào sâu bên trong để phán đoán thân phận, sau đó lại quyết định có nên khởi động trận pháp để nhốt người đó hay không. Chỉ sau mấy giây, một người đàn ông với thân hình cao lớn đã đi vào sâu trong động phủ, lại nhìn thấy sa mạc hoang vu này. Bạch Khởi. Lúc này, người đàn ông cao lớn kia lập tức bị Bạch Khởi đang chiến đấu phía xa thu hút, trong mắt lóe lên vẻ kỳ lạ. Ông là ai? Tô Thương thấy vậy thì nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn, lạnh lùng hỏi, đồng thời chuẩn bị mở trận pháp ra bất cứ lúc nào. Người tới chính là một trong những chuẩn tiên đế ẩn nấp ở trái đất Thương Ưởng, ông ấy đang cầm Thương Quân Thư, đánh giá Tô Thương một chút, khinh thường nói, chỉ là hóa thần, sao có tư cách hỏi tên của bổn quân? Cái gì, tổ long bệ hạ? Nhưng sau khi nhìn thấy rõ dáng vẻ của Tô Thương, Thương Ưởng lập tức giật nảy cả mình, đồng thời thu lại vẻ kiêu ngạo, vẻ mặt kích động nhìn Tô Thương. Ông biết Tổ Long, nói như vậy, ông là một trong những chuẩn tiên đế ẩn nấp ở trái đất. Tô Thương nhíu mày, hỏi lại lần nữa, rốt cuộc ông là ai, báo tên ra, nếu không đừng trách tôi vô tình. Trong lúc nói chuyện, Tô Thương bước về phía trước một bước, 108 sát trận bốn phía vang lên ầm ầm, uy thế ngập trời. Bây giờ, Tô Thương hoàn toàn khống chế trận pháp. Anh đã hòa làm một với 108 sát trận, đương nhiên có thể mượn sức mạnh của trận pháp để áp chế đối thủ. Trận pháp ở đây là do Tổ Long Bệ Hạ bố trí, cậu có thể khống chế được trận pháp ở đây, cậu thật sự là Tổ Long Bệ Hạ. Thương Ưởng quỳ xuống đất bịch một tiếng, cung kính hành lễ, thuộc hạ Thương Ưởng bái kiến Tổ Long Bệ Hạ. Thương Ưởng, ông là Thương Ưởng. Tô Thương có chút giật mình, không ngờ mình lại được gặp nhân vật trong sách vở. Tổ Long Bệ Hạ. Vị này chính là sư huynh của tôi, Thương Ưởng, trong tay ông ấy là đế khí bản mệnh của ông ấy Thương Quân Thư, cũng là thứ lúc trước ngài luyện ra cho ông ấy. Đúng lúc này, Bạch Khởi đang đánh nhau mở miệng xác định thân phận của Thương Ưởng, đồng thời nói, Thương Ưởng sư huynh, ông không đoán sai đâu, người ở trước mặt ông chính là đời thứ ba của Tổ Long Bệ Hạ. Tổ Long Bệ Hạ, thuộc hạ khổ sở đợi ngài 2000 năm, cuối cùng đã được nhìn thấy ngài lần nữa. Sau khi nhận được câu trả lời xác định, hai mắt Thương Ưởng đỏ bừng, kích động đến mức chảy cả nước mắt. Đứng lên đi. Tô Thương thấy thế thì giơ tay lên một cái, sau đó nói, Thương Ưởng, bây giờ không phải là lúc để ôn chuyện, người kia chính là Viêm Long Tiên Đế đang nhăm nhe đến trái đất, mau đi giúp Bạch Khởi. Thuộc hạ tuân lệnh, Thương Ưởng ôm quyền nhận lệnh, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Viêm Long Tiên Đế, trầm giọng nói, đã sớm nghe nói về sự tích của Viêm Long Tiên Đế. Hôm nay phải xem Thương Quân Thư của bổn quân có thể khống chế được ông ta hay không. Vừa dứt lời, Thương Ưởng cầm Thương Quân Thư trong tay, nhanh chóng gia nhập cuộc chiến, nghênh chiến Viêm Long Tiên Đế cùng với Tô Vô Kỵ và Bạch Khởi. Ha ha! Sâu kiến mà thôi, có đến thêm thì sao chứ? Viêm Long Tiên Đế cười lạnh, sau đó không nhanh không chậm nghênh chiến, không khẩn trương chút nào. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài, trên thực tế, Viêm Long Tiên Đế cũng có chút luống cuống. Ông ta có thể nghiền ép được hai người, nhưng ba người thì hơi khó khăn. Đương nhiên, nếu như chỉ là chuẩn tiên đế đỉnh phong bình thường, giống như Viêm Long Tiên Đế nói, có đến thêm nữa ông ta cũng không sợ. Nhưng Tô Vô Kỵ, Bạch Khởi, Thương Ưởng đều là người nổi bật trong chuẩn tiên đế đỉnh phong, mỗi người bọn họ đều có thể một mình đánh với mấy vị chuẩn tiên đế. Ba cao thủ chuẩn tiên đế đỉnh phong mạnh mẽ bắt tay, Viêm Long Tiên Đế cũng không chống đỡ nổi. Nhưng mà, cho dù ông ta không có cách nào áp chế, nhưng cũng không đến mức thất bại, cùng lắm là đánh ngang tay thôi,
người này cũng không thể làm gì được người kia, bởi vậy Viêm Long Tiên Đế cũng không đến mức phải sợ hãi. Thế nhưng rất nhanh, ông ta lại bắt đầu luống cuống, bởi vì lúc này lại có một người nữa đi đến, hơn nữa còn là người quen của ông ta. Tô Thương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Người tới ăn mặc lam lũ, đầu tóc rối bời, nhìn qua đã tầm 70 tuổi, cả người gầy như que củi. Tô Ma, Tô Thương nhìn thấy người tới thì mỉm cười nhẹ nhàng nói, ông đến đúng lúc lắm, bây giờ thực lực của hai bên đang ngang nhau, còn thiếu mỗi ông, yên tâm đi, cứ để đó cho tôi và Viêm Long Tiên Đế không đội trời chung, hôm nay chắc chắn ông ta sẽ phải chết, ai cũng cứu không được ông ta. Nói rồi, ánh mắt Tô Ma rơi lên trên người Viêm Long Tiên Đế, trong mắt là lửa giận ngập trời, như muốn đốt cháy chư thiên vạn giới. Kẻ thù gặp nhau vô cùng đỏ mắt. Ân oán giữa Tô Ma cùng Viêm Long Tiên Đế, phải ngược dòng thời gian để tìm hiểu lại về cả ngàn năm trước đó, oán hận này được tính là đã chất chứa từ lâu. Lần trước Viêm Long Tiên Đế bị ép rời khỏi trái đất, trở về ngoại vực, cũng chính vì Tô Ma liều mạng. Giờ này phút này, Tô Ma cùng Viêm Long Tiên Đế đối mặt nhau, lửa hận ngập trời, giống như muốn đốt cháy toàn bộ bốn phía. Tô Ma, Viêm Long Tiên Đế vừa chèn ép Tô Vô Kỵ và Bạch Khởi, vừa lạnh lùng nói, ha ha, lần trước để ông may mắn nhặt về được một mạng, lần này, ông không có may mắn như vậy đâu. Tôi sẽ rút gân lột ra ông, trả lại mối thù của mấy trăm năm trước ông quản chuyện tốt của tôi. Hừm, Tô Ma nghiến răng nói, Viêm Long Tiên Đế, đi đến trái đất rồi mà còn giả vờ gì chứ? Chỉ là cảnh giới chuẩn tiên đế mà thôi, cùng cảnh giới với tôi, cậu cho rằng tôi sẽ sợ cậu hay sao? Lần trước, tôi có thể đánh cậu trọng thương, nhưng bây giờ, mấy người chúng tôi liên thủ với nhau, cậu còn muốn mạng sống nữa sao? Chịu chết đi! Vừa nói xong, Tô Ma liền vào tới, toàn thân ma khí ngập trời, tản ra uy thế kinh khủng. Bản đế nói, chỉ là gà đất chó sành mà thôi, không đủ gây sợ. Viêm Long Tiên Đế lộ ra một nụ cười lạnh, mặt ngoài bình tĩnh như không, thực tế cũng đã bắt đầu có ý muốn trốn lui. Nhiều chuẩn tiên đế đỉnh phong như vậy, ai nấy đều là cao thủ số một, chính mình căn bản không có khả năng thuận tiện làm việc được. Quả thật, cậu ta bây giờ cũng đã thuộc kiểu quần áo rách nát rồi, nếu có thêm Tô Ma gia nhập vào, thì hậu quả có thể hiểu được. Đừng chần chờ, tốc chiến tốc thắng, đừng cho cậu ta cơ hội phản ứng. Lúc này, Thương Ưởng nghiêm túc nhắc nhở. TVM, Tô Ma, Bạch Khởi, ba người gật đầu, ngay sau đó cùng nhau thẳng hưởng Viêm Long Tiên Đế mà xông tới. Dưới tay bốn chuẩn tiên đế đỉnh phong, Viêm Long Tiên Đế tiếp tục bị bại lui. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, thì sớm muộn gì cũng bị thua. Viêm Long Tiên Đế tất nhiên nhìn thấy rõ điểm này, vì thế trong lòng đã có đối sách, quyết định thử đánh ra một lỗ hổng, chạy trốn trước rồi tính sau. Thế là, cậu ta điều đồng toàn bộ lực lượng của mình, đánh ra một chiêu mạnh nhất, mục tiêu cũng là Tô Vô Kỵ. Dưới cái nhìn cẩu Viêm Long Tiên Đế, Tô Vô Kỵ không phải là người yếu nhất, nhưng chắc chắn là người có kinh nghiệm đánh nhua ít nhất. Bất kể là Bạch Khởi hay là Thương Ưởng, hoặc là Tô Ma, đều láp chuẩn tiên đế lâu năm, khó đối phó. Nhất là Tô Ma. Người này thành danh đã lâu, mà lại đi ngoại vực, đã trải qua vô số trận chiến, cực kỳ khủng bố. Hơn nữa Tô Ma căm thù mình đến tận xương tủy, nếu như mình lựa chọn ông ta, chỉ sợ ông ta vẫn lấy mạng đổi mạng, giữ mình lại đây. Vì thế, càng nghĩ, Viêm Long Tiên Đế càng phải lựa chọn người vừa tấn cấp cảnh giới chuẩn tiên đế, Tô Vô Kỵ. Chỉ cần Tô Vô Kỵ né tránh, không dám nhận chiêu này của mình, thì có thể xé tan vòng vây bốn người này, từ đó mà chạy trốn ra ngoài. Thần ngã, ma ngã, nhất niệm ở giữa thần ma, vô ngã. Nhưng Viêm Long Tiên Đế phán đoán sai rồi, bởi vì cái gọi là ngé con mới sinh không sợ cọp. Mặc dù thời gian tấn cấp lên chuẩn tiên đế tương đối ngắn, nhưng Tô Vô Kỵ không chút suy nghĩ, trực tiếp lấy ra con át chủ bài mạnh nhất của mình, hiến tế hơn một nửa tinh huyết. Nhất niệm ở giữa thần ma. Đây mới là thủ đoạn cuối cùng của Tô Vô Kỵ, mạnh mẽ phi phàm, nhưng vì tiêu hao quá lớn, nên ông ấy vẫn luôn không sử dụng. Cái này, thật là khủng khiếp. Viêm Long Tiên Đế thấy vậy, trong lòng giật mình, nhưng chuyện đã đến nước này, cậu ta đã không còn đường sống nữa rồi, đành phải kiên trì xông lên phía trước. Mặc dù cậu ta nhận ra được chiêu này cậu Tô Vô Kỵ rất mạnh, nhưng cậu ta có tự tin, không làm gì được Minh. Ngay lập tức,
Viêm Long Tiên Đế liền đụng vào Tô Vô Kỵ, dư âm chiến đấu nổ ra cực kỳ mạnh, hiện lên như hình gợn sóng tản ra xung quanh. Hiện trường mấy vị chuẩn tiên đế ngược lại là không ảnh hưởng gì, nhưng chỉ có Tô Thương hóa thần đỉnh phong, cản bản gánh không được. Thâm Hải Chi Lam. Tô Du Du cũng bị ép dùng Thâm Hải Chi Lam, đỡ được dư ấm chiến đấu, đồng thời che lấy Tô Thương. Chiêu này của ông cố, có mấy phần ý cảnh của cảnh giới tiên đế, thật là khủng bố quá. Tô Thương nhìn không được mà nói, nếu cho ông cố thêm chút thời gian, chỉ sợ ông ấy có thể trực tiếp đặt chân đến cảnh giới tiên đế chân chính đó. Thiên phú như thế, thật là kinh người. Sau khi khen ông cố mình, Tô Thương chuyển ánh mắt về phía trước. Chỉ thấy Viêm Long Tiên Đế và Tô Vô Kỵ, cùng nhau rớt ra ngoài, sau đó cơ thể lơ lửng giữa không trung. Hai người đều bị thương không hề nhẹ, khóe miệng có chút máu tươi trào ra, nhìn qua thấy ai nấy đều rất khó khăn. Trong đó, vết thương của Tô Vô Kỵ nặng hơn một chút, đầu tóc rối bời, hô hấp yếu tứ, miệng thở hổn hển. Còn về Viêm Long Tiên Đế, khí thức bình ổn hơn một chút, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra, khí huyết trong cơ thể cậu ra cuồn cuộn. Nhanh lên, nhưng lúc này, giết cậu ta. Thương Ưởng thấy vậy, vội nói gấp, đồng thời xông lên phía trước. Tô Ma, Bạch Khởi, theo sát phía sau, ai nấy đều lấy ra thủ đoạn mạnh nhất. Viêm Long Tiên Đế thấy cảnh này, đồng tử nhanh chóng co vào, không hề dừng lại chút nào, mà thả người liền muốn chạy trốn từ vị trí của Tô Vô Kỵ. Tô Vô Kỵ khẽ cắn môi, muốn mạnh mẽ điều động linh khí căn cản Viêm Long Tiên Đế, đáng tiếc vết thương của ông ấy quá nặng, ca bản không ngăn được. Hừm, mặc dù tôi đã thua, nhưng các người đừng hòng giữ tôi lại. Còn nữa, đừng trách tôi không nhắc nhở các người, lúc linh khí khôi phục, chính là thời khắc tôi khống chế trái đất. Viêm Long Tiên Đế cho rằng mình có thể trốn ra ngoài, khiêu khích nói ra những lời đó, sau đó liền lao nhanh trốn khỏi hiện trường. Du Du đến lượt con ra tay rồi. Lúc này, Tô Thương mở miệng nói. Vâng. Tô Du Du khẽ gật đầu, trong đôi mắt nhỏ bé toát ra vẻ hưng phấn, mặc Thâm Hải Chi Lam trực tiếp bay ra ngoài. Đứa nhóc này đã không kịp chờ đợi cảnh ở trước mặt Tô Thương thể hiện chính mình một chút rồi, bây giờ cuối cùng cơ hội cũng đến. Tên xấu xa chạy đi đâu chứ? Tốc độ của Tô Du Du cực nhanh, trong khoảnh khắc đã chặn được đường đi của Viêm Long Tiên Đế rồi. Hửm. Viêm Long Tiên Đế lúc này mới chú ý tới Tô Du Du, ánh mắt nhất thời bị Thâm Hải Chi Lam hấp dẫn, khiếp sợ nói ra, đây là... Viêm Long Tiên Đế còn chưa nói hết lời, Tô Du Du đã quả quyết ra tay, bàn tay nhỏ trực tiếp vỗ xuống lồng ngực cậu ta. Đế khí. Viêm Long Tiên Đế căn bản không có cơ hội phản ứng, trực tiếp bị đập xuống. Nhưng lực tấn công của Thâm Hải Chi Lam không phải là quá mạnh. Vì thế Viêm Long Tiên Đế cũng không bị tổn thương quá nặng. Có điều, lúc này, Tô Ma, Bạch Khởi, Thương Ưởng thấy vậy, cùng hợp sức tấn công, ba luồng sức mạnh lập tức đánh trúng hướng Viêm Long Tiên Đế. A hát, Viêm Long Tiên Đế phát ra một tiếng kêu thảm, cơ thể nhất thời chia năm xẻ bảy, hoàn toàn nổ tung rồi, chỉ có một luồng hồn pháp, tốn thoát. Ha ha, cậu tưởng mình trốn được sao, mặc dù chỉ là một phần tàn hồn, nhưng nếu mất đi, thì bản thể của cậu chắc chắn bị ảnh hưởng. Tô Ma đã nhận ra, nhún người nhảy lên, định phá hủy sức mạnh linh hồn Viêm Long Tiên Đế. Vô Lượng Thiên Tôn. Đúng lúc này, một người đàn ông cầm trong tay phất trần, mặc áo đạo bào màu tím đột nhiên xuất hiện, dùng phất trần lấy đi linh hồn của Viêm Long Tiên Đế. Người này, chính là Vương Dương Minh. Soạt soạt soạt. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Vương Dương Minh. Vương Dương Minh. Tô Ma rõ ràng có quen biết Vương Dương Minh, ông ấy hơi bất mãn đối với việc Vương Dương Minh lấy đi sức mạnh linh hồn của Viêm Long Tiên Đế, nên nhíu mày nói, ông đang làm cái gì vậy, mau thả linh hồn của Viêm Long Tiên Đế ra, tôi sẽ cho nổ tung nó, làm như vậy thì Viêm Long Tiên Đế ở ngoại vực nhất định sẽ bị ảnh hưởng, thực lực sẽ bị giảm đi rất nhiều. Tô Ma. Vương Dương Minh lại nhìn thẳng vào mắt của Tô Ma, lắc lắc đầu nói, chuyện này ông không cần phải lo. Linh hồn của anh ta, tôi tự có cách kế hoạch của mình. Tin tôi đi, tôi sẽ không để xảy ra sơ suất gì đâu, thứ này ở trong tay tôi có thể phát huy được tác dụng lớn nhất của nó. Vương Dương Minh nghiêm túc nói. Gì mà không xảy ra sơ suất chứ? Tô Ma lại không hề nhượng bộ, lạnh lùng nói, hừ, tôi bây giờ chính là muốn đả thương Viêm Long Tiên Đế đấy. Nói xong, Tô Ma liền bước về phía trước một bước, định ra tay cướp lại.
sau đó tự mình tiêu diệt. Anh Tô. Chính ngay lúc này, Tô Vô Kỵ lại đứng ra, ngăn cản Tô Ma lại, khuyên nhủ nói, nghe lời Vương Dương Minh đi, Viêm Long Tiên Đế đã làm rất nhiều chuyện ác, sớm muộn gì cũng phải trả giá, đừng gấp gáp, xem như ông nể mặt tôi đi. Tô Ma biểu cảm phức tạp nhìn Tô Vô Kỵ, sau cùng cũng đành gật gật đầu. Tô Vô Kỵ và Tô Ma, giao tình giữa hai người vô cùng sâu đậm, hơn nữa Tô Ma còn thấy hổ thẹn với Tô Vô Kỵ. Lúc đầu, những gì Tô Ma nói với Tô Thương đa phần đều là thật. Nhưng sau đó, Tô Ma vì muốn nhanh chóng mạnh lên nên đã đi vào con đường không có lối thoát, tạo ra những chuyện gây ảnh hưởng rất lớn, thậm chí người thân họ hàng của ông ấy cũng không nhận ông ấy nữa. Rồi ông ấy lại trở thành kẻ thù với Tô Vô Kỵ, dựa vào sức mạnh của Tô Ma, xém chút là có thể giết chết Tô Vô Kỵ rồi. Nhưng sau đó, Huyền Thiên Tiên Đế ra tay, vốn tính giết chết Tô Ma, nhưng Tô Vô Kỵ lại cầu xin thay cho ông ấy, cho nên Tô Ma mới nhặt được một cái mạng quay về. Cho nên, lúc này khi Tô Vô Kỵ đứng ra cầu xin, lời ông ấy nói Tô Ma không có lý do gì mà phản bác lại. Năm đó, lúc này, Tô Ma lý nhí nói, ông ấy vô cùng ngượng ngùng. Chuyện đã qua không cần phải nhắc lại làm gì. Tô Vô Kỵ cười thoải mái nói, bây giờ chúng ta có chung mục tiêu, vẫn là anh em như cũ, Viêm Long Tiên Đế diệt hết tộc của ông, thâm cửu đại hận như vậy, tôi biết ông không có cách gì có thể quên đi được, nhưng ông phải cố gắng đợi thêm một thời gian nữa. Tô Ma gật đầu, xem như đồng ý với những gì Tô Vô Kỵ nói, không nói thêm điều gì nữa. Vương Dương Minh, Tô Thương lúc này mới đi tới. Mặt tràn đầy nghi hoặc nói, ông lấy đi sức mạnh linh hồn rốt cuộc là có ý đồ gì, nói ra nghe xem nào. Chuyện lớn hệ trọng, không thể nói ra ngay bây giờ. Vương Dương Minh lại lắc đầu, nghiêm túc nói với Tô Thương, đợi thời cơ đến rồi, tự nhiên cậu sẽ biết. Tô Thương khó lắm mới gặp được Vương Dương Minh, cho nên cũng không muốn hỏi tiếp nữa. Vù! Chính ngay lúc này, một luồng ánh sáng đột nhiên xuất hiện trên bầu trời sa mạc cằn cỗi. Khiến cho cả không gian đều run lên. Tô Thương cùng với tất cả mọi người đang có mặt ở đó vội vàng ngẩng đầu lên xem. Chỉ nhìn thấy trên cao kia đột nhiên nứt toác ra một cái lỗ hổng như thể nó bị ai đó đâm xuyên thủng qua vậy. Bốn phía xung quanh tản ra ánh sáng chói lọi, như một giấc mơ ở xứ sở thần tiên vậy. Cùng lúc đó, từng sợi linh khí không ngừng tuôn trào ra khắp bốn phía từ lỗ hổng đó. Cái này là, linh khí muốn khôi phục lại rồi sao? Tô Thương giọng run run, kích động nói. Đúng. Vương Dương Minh gật đầu nói, nhưng còn chưa hoàn toàn khôi phục thành công, linh khí khôi phục là cả một quá trình mất khoảng 10 phút. Sau 10 phút, mới là hoàn toàn khôi phục linh khí thành công, nếu như quá trình này bị gián đoạn, sự khôi phục sẽ bị ngưng lại, lần khôi phục sau cũng không biết là lúc nào nữa. Vương Dương Minh nhắc nhở nói, cho nên, bây giờ chúng ta cần làm chính là bảo vệ chỗ này, không cho bất kỳ ai lại gần. Nếu không việc dày công chuẩn bị của 100 năm này xem như đổ bỏ đi hết. Sau khi linh khí khôi phục xong, những cao thủ chuẩn tiên đế đỉnh phong như chúng ta có khả năng nhân cơ hội này cộng với những tích lũy bao năm qua trực tiếp đặt chân lên cảnh giới tiên đế chân chính được không? Lúc này, Tô Ma dò hỏi nói. Đời này của ông ấy có thể đạt được đến cảnh giới cao nhất chính là chuẩn tiên đế đỉnh phong. Lúc đầu. Tô Ma chính là dựa vào thực lực chuẩn tiên đế đỉnh phong mà ép Viêm Long Tiên Đế rời khỏi trái đất. Trong lòng ông ấy tràn đầy khát vọng đạt tới cảnh giới tiên đế chân chính, cho nên ngay giờ phút này không còn cách nào giữ được bình tĩnh nữa. Không thể được. Vương Dương Minh lắc đầu nói, theo như tôi biết thì trái đất không giống với những tinh vực khác, nơi này rất là đặc biệt, giống như có một quy tắc đại đạo thần bí nào đó. Ở các tinh vực khác có thể có nhiều vị tiên đế cùng tồn tại. Mỗi một cao thủ chuẩn tiên đế đỉnh phong đều có cơ hội để trở thành tiên đế chân chính. Nhưng ở trái đất lại khác biệt một trời một vực, ở đây, một khi có người đặt chân lên cảnh giới tiên đế rồi thì tất cả các cao thủ chuẩn tiên đế đỉnh phong còn lại cho dù là thiên phú có yêu nghiệt đến mức nào, tích lũy thâm hậu ra sao thì cũng không có cách gì tấn cấp lên cảnh giới tiên đế được nữa. Vương Dương Minh lại nói tiếp, tôi từng nghe Tổ Long nói, đây chính là áp chế của cảnh giới tiên đế. Cảnh giới tiên đế của trái đất, là cảnh giới tiên đế chân chính, nắm giữ pháp tắc đại đạo, nếu như ở trái đất mà đặt chân lên cảnh giới tiên đế thì sẽ hình thành nên áp chế của đại đạo, chỉ cần còn ở trái đất thì ai cũng không thoát khỏi áp chế của đại đạo. Vương Dương Minh tiếp tục nói, năm đó ở thời kỳ thiền tân, môn đồ của quỷ cốc nhiều vô số kể, đều là những cao thủ chuẩn tiên đế đỉnh phong kinh tài tuyệt diễm,
nhưng chỉ có duy nhất một người là Tổ Long đặt chân tới cảnh giới tiên đế chân chính. Đây chính là áp chế của đại đạo, chỉ cần Tổ Long còn thì sẽ không có ai có thể đặt chân lên cảnh giới tiên đế được. Bây giờ cũng vậy, trái đất đã có cao thủ tiên đế tồn tại rồi, đám người chúng ta, ai cũng không có cơ hội tấn thăng lên cảnh giới tiên đế nữa rồi. Vương Dương Minh như đang kể chuyện vậy, đem những gì mình biết đều nói ra hết. Áp chế của đại đạo, chuyện này tôi cũng biết. Thương Ưởng gật đầu thừa nhận, sau đó như nắm được điểm quan trọng, chấn kinh nói, đợi chút, ông vừa nói gì, trái đất đã có cao thủ cảnh giới tiên đế rồi sao? Vương Dương Minh gật gật đầu. Ai vậy? Thương Ưởng truy hỏi, ông ấy thật sự muốn biết người đó là ai? Vấn đề này có lẽ ông có thể hỏi Tô Thương, cậu ta từng gặp qua cao thủ cảnh giới tiên đế của trái đất rồi. Vương Dương Minh mỉm cười sau đó đẩy vấn đề đó qua cho Tô Thương, đồng thời nói, Tô lão đệ, chuyện đã đến nước này, nói ra cũng không ảnh hưởng gì, ở đây toàn người mình cả mà. Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó nói tiếp, vị cao thủ cảnh giới tiên đế chân chính chắc chắn là người từ thời kỳ tiền tần, cho nên chắc mọi người cũng đều biết ông ấy chính là... Kinh Kha, Kinh Kha. Thương Ưởng nghe thấy vậy, hơi sững người lại, sau đó vô cùng khó tin nói, không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. 100% chính xác đó. Tô Thương giải thích nói, thời gian trước, tôi ở dưới núi Cửu Phong, đã gặp được Kinh Kha rồi. Ông ấy tu luyện bị nhập ma, bị người khác dùng trận pháp nhốt dưới núi Cửu Phong, không có cách gì thoát ra được, nhưng ông ấy thực sự là cảnh giới tiên đế chân chính đó. Nếu như ông ấy đã vào cảnh giới tiên đế rồi thì sao còn bị giam lại được chứ? Tô Ma ở bên cạnh nghi hoặc nói, ai có thể giam cầm nổi ông ấy? Tôi. Tô Thương sờ sờ sống mũi, sau đó nói, không phải Tổ Long chính là huyền thiên tiên đế sao, tóm lại đều liên quan đến tôi. Thì ra là vậy. Bạch Khởi gật gật đầu thừa nhận, sau đó nói, thiên phú của Kinh Kha khi còn ở thời kỳ tiền tần tuyệt đối cũng là thuộc dạng yêu nghiệt rồi. Ông ấy chỉ dựa vào một thời gian ngắn mà đã đặt chân lên cảnh giới chuẩn tiên đế đỉnh phong, đồng thời dựa vào cảnh giới chuẩn tiên đế đỉnh phong lại có thể làm chấn động đến Tổ Long, ép Tổ Long phải dùng toàn lực của mình ra đấu lại, cho nên nói ông ấy đã đặt chân lên cảnh giới tiên đế thì tôi cũng khá là tin đó. Chuyện này không thể nào. Nhưng Thương Ưởng vẫn khó tin như cũ, sau đó nghiêm túc nói, bởi vì, Kinh Kha năm đó sau khi ám sát Tổ Long thất bại, thì cũng đã chết rồi, chính mắt tôi nhìn thấy. Ông ấy hồn phi phách tán, tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Chết rồi á? Kinh Kha chết rồi á? Tất cả mọi người ở hiện trường, nghe thấy vậy biểu cảm đều vô cùng kinh ngạc, nhất là Tô Thương, trong lòng anh ngỡ ngàng vô cùng. Nếu thực sự Kinh Kha đã chết rồi, vậy cao thủ hồi trước nhìn thấy ở núi Cửu Phong, là ai vậy? Tô Thương cau mày nói. Không rõ nữa. Thương Ưởng nói một cách chắc chắn, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, Kinh Kha, đã chết được 2.000 năm rồi. Kinh Kha này, lúc nào cũng muốn mạnh, chú trọng khí tiết, lúc trước ông ta ám sát Tổ Long thất bại, nên đã bị Tổ Long đánh trọng thương. Thương Ưởng liên tục nói, nhưng Tổ Long lại không giết ông ta, mà là bỏ mặc ông ta ở đó rồi rời đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Bởi vì Tổ Long là người mạnh nhất trên đời, là cao thủ đỉnh phong thực sự, trong mắt Tổ Long, Kinh Kha chẳng là cái gì cả, nói cách khác. Thì Tổ Long chưa bao giờ coi Kinh Kha là đối thủ thực sự cả, thậm chí là chỉ coi như là vãn bối. Tổ Long cũng biết, Kinh Kha có tố chất thiên phú, nếu không phải bản thân đặt chân đến cảnh giới tiên đế, sinh ra sự áp chế đại đạo, thì Kinh Kha chắc chắn là cao thủ cảnh giới tiên đế trẻ tuổi nhất từ xưa đến nay. Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như, Tổ Long đã là cảnh giới tiên đế rồi, nên Kinh Kha không thể nào tiến đến bước cuối cùng được. Thương Ưởng nói tiếp. Tổ Long quý trọng nhân tài, không muốn dồn nhân tài đến đường cùng, nên dù biết Kinh Kha muốn giết mình, nhưng ông ta vẫn thả Kinh Kha đi. Kinh Kha bị Tổ Long làm cho xúc động, nên đã buông bỏ thành kiến đối với Tổ Long, nhưng Kinh Kha lại không thể nào quên được sứ mệnh của mình, nên cuối cùng đã lựa chọn tự sát, thần thức cũng tan biến luôn. Thương Ưởng tiếp tục nói, liên quan tới việc này, tôi biết rất rõ, vì lúc đấy tôi ở ngay hiện trường, Tổ Long cũng có ý ngăn cản, nhưng cũng không kịp nữa rồi. Không ngờ lại có chuyện này nữa đấy. Lông mày Tô Thương nhíu lại, nghi ngờ nói, nếu Kinh Kha đã chết, nói như thế thì người ở núi Cửu Phong, chắc chắn không phải Kinh Kha, vậy rốt cuộc người đó là ai, tại sao lại đóng giả thành Kinh Kha để lừa tôi vậy? Tổ Long bệ hạ,
dáng người của tên kia, ngài còn nhớ không, kể tôi nghe xem. Thương Ưởng nói, sau khi Tổ Long rời khỏi trái đất, đại đạo được áp chế lần cuối, mười mấy tên cảnh giới chuẩn tiên đế đỉnh phong đều muốn đặt chân đến cảnh giới tiên đế đích thực, nhưng đều không thành công. Người kia trước nếu đã trên chúng ta một bước, chiếm được thứ hạng của cảnh giới tiên đế, có thể là một người quen cũ. Thương Ưởng nói ra suy nghĩ của mình. Không sai. Bạch Khởi cũng nói, Tổ Long bệ hạ, cảnh giới chuẩn tiên đế thời kỳ thiên tần, hơn một nửa là người của sư môn chúng ta, nói không chừng sẽ quen biết. Ừm. Tô Thương nghe thấy vậy, khẽ gật đầu, sau đó hai tay co lại, sau đó hồi tưởng lại tất cả mọi hình ảnh ở núi Cửu Phong, rồi nói lại cho Thương Ưởng và Bạch Khởi. Người này. Sau khi Thương Ưởng nhìn thấy hình dáng người này, khẽ nhíu mày, tôi chưa từng thấy người này, nhìn rất lạ. Sư đệ Bạch Khởi, cậu từng tiếp xúc với người này rồi sao? Thương Ưởng ở bên cạnh hỏi dò Bạch Khởi. Chưa từng. Bạch Khởi lắc đầu, nói tiếp, nhưng trên người tên này, quá thực là có vài phần khí tức của Kinh Kha, nhưng dáng người lại khác Kinh Kha rất nhiều. Không sai. Thương Ưởng gật đầu nói, Kinh Kha tu luyện kinh thiên nhất kiếm, cuối cùng đi nhầm đường, rồi nhập ma, nhưng ý chí ông ta kiên định, hoàn toàn có thể khống chế tên sát nhân ma kiếm trong tay. Khí tức của người kia ở núi Cửu Phong, thật sự là giống Kinh Kha, thậm chí có thể nói là không khác nhau một chút nào. Thương Ưởng tiếp tục nói, nhưng ánh mắt của ông ta lại không giống lắm, lúc trước ông ta là một tên bộc lộ tài năng rất nổi bật, cho dù gặp được tiên nhân, cũng không bao giờ phải cúi đầu, thậm chí còn dám ngang hàng với bậc tiên nhân, khiến tiên nhân phải cúi mình, không ai có thể lay động niềm tin của ông ta được. Ông ta dựa vào ý chí này, mới miễn cưỡng làm hại Tổ Long, nhưng bây giờ ông ta đã mất đi ý chí này, giống như đã bị ma tinh khống chế rồi. Thương Ưởng nhìn về phía Tô Thương, lễ phép hỏi dò, Tổ Long bệ hạ, ngài chắc chắn ông ta đã thăng cấp lên cảnh giới tiên đế rồi sao? Ừm, cái này tôi sẽ không nhầm đâu, ông ta đích thị là cảnh giới tiên đế. Qua một hồi đùa giỡn, ông ta lại phân tích tiếp, tôi đoán, có thể là khi ở cảnh giới độ kiếp, tuy đã thành công, nhưng đã bị trọng thương, dẫn đến việc lúc thì tỉnh lúc thì nhập ma. Còn nữa, ông ta đã nói với tôi, là kiếp trước của tôi, là Tổ Long đã che giấu, để đối phó với linh khí khôi phục lúc này. Nói đến đây, Tô Thương nhìn về phía Vương Dương Minh đang trầm lặng ở bên cạnh, liền hỏi dò, Vương Dương Minh, ông biết tên đó sao? Cậu Tô giàu dĩ như vậy làm gì, Tổ Long đã nói tên đó là Kinh Kha, vậy thì chúng ta cứ coi tên đó là Kinh Kha là được rồi. Vương Dương Minh tiếp nhận ánh mắt của Tô Thương, khẽ cười nói, bây giờ chuyện chúng ta muốn làm, là cẩn thận đề phòng Viêm Long Tiên Đế. Trong quá trình khởi động linh khí khôi phục, bảo vệ hỗn nguyên vô cực của trái đất, sức phòng ngự sẽ bị ảnh hưởng, rồi trở nên yếu kém. Lúc này, Viêm Long Tiên Đế có khả năng phá tan phòng ngự, từ từ tiến vào trái đất. Vương Dương Minh nhắc nhở, chúng ta nhất định phải ngăn cản cậu ta, không thể để cậu ta quấy rối đến sự khôi phục của linh khí được. Ừm. Tô Thương gật đầu nói, Vương Dương Minh nói có lý đấy, mọi người cẩn thận một chút. Đội hình bên chúng ta rất mạnh, cái đám đạo trích còn con kia, tất nhiên sẽ không dám xông đến, quan trọng nhất vẫn là cẩn thận đề phòng Viêm Long Tiên Đế. Vâng. Thương Ưởng, Bạch Khởi, hai người thấy Tô Thương nói, không nói nhiều nữa, mà nghe lời Tô Thương răm rắp. Lúc trước Tô Vô Kỵ bị thương nặng, nhưng đã uống thuốc, tình hình cũng khá ổn, chỉ cần nghỉ ngơi thêm chút nữa là được. Tô Ma thì đứng bên cạnh Tô Thương, vào thời khắc mấu chốt, tất nhiên sẽ nghe theo lời Tô Thương. Đúng rồi, Vương Dương Minh. Lúc này, Tô Thương nhìn về phía Vương Dương Minh, đột nhiên hỏi, đời thứ nhất của tôi là Tổ Long, đời thứ hai là Huyền Thiên Tiên Đế. Nhưng tôi lại không có một tí ký ức nào về đời thứ nhất, còn đời thứ hai ta cũng mất một phần ký ức. Tô Thương nghi ngờ nói, ông xem có cách nào, có thể khiến tôi khôi phục lại trí nhớ không? Cậu Tô, cái này không thể dựa vào người khác, mà chỉ có thể dựa vào chính cậu thôi. Vương Dương Minh cũng không giấu giếm mà nói thẳng luôn, thực ra, những ký ức này đều có ở trong đầu của cậu, chẳng qua là đã bị phong ấn mà thôi. Chỉ có chính cậu, mới có thể mở được phong ấn, rồi hòa hợp ký ức của ba đời lại với nhau. Ông biết mở phong ấn như thế nào không, hoặc là, bao giờ có thể mở ra đấy? Tô Thương hỏi. Tôi không biết. Vương Dương Minh nói với ý sâu xa, nhưng tôi biết, khi cậu đem ký ức của ba đời hòa vào làm một, thì chính là ngày cậu thực sự có thể đột phá cảnh giới tiên đế này. Cậu sẽ dựa vào trạng thái vô địch,
đặt chân đến cảnh giới tiên đế, trở thành người đầu tiên ở thế giới này. Như vậy à? Tô Thương nghe thấy vậy, liền vô cùng đợi chờ đến ngày đó. Cũng chính lúc này, linh khí khôi phục tăng tốc nhanh chóng, linh khí màu bạc phun trào ra ngoài. Toàn bộ hoang mạc, đều bị khí thức mờ mịt bao trùm, ngay sau đó, linh khí vô tận, bao trùm khắp cả mọi ngõ ngách ở cả Giang Bắc. Linh khí khôi phục, nhẹ nhàng như vậy mà đã thành công rồi á. Tô Thương thấy vậy, khẽ nhíu mày, trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an. Linh khí của trái đất cạn kiệt, không phải chuyện một sớm một chiều, mà đã kéo dài hàng ngàn năm rồi. Từ sau khi Tổ Long phá vỡ không trung, rời khỏi trái đất, thì linh khí ở trái đất đã bắt đầu cạn kiệt rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 65.